Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh News 10 TV. Lại một cái góc khuất của cuộc đời của một cái gia đình quý vị. Người ta nói rằng nhà nào cũng có cái thùng rác, bà má News 10 hay nói như vậy và đúng thiệt là như vậy quý vị. Nhà nào cũng sẽ có ít nhiều gì phải có cái thùng rác ở trong nhà. Và cái thùng rác này có thể mình hiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Thì cái thùng rác là nó cũng hôi, cho nên là lúc nào cũng phải đậy kín. Cũng như cái chuyện trong nhà, cái chuyện xấu thì mình che đậy đi, chứ ai đâu đi phanh phui ra ngoài cho người ta nghe. Nhưng mà bây giờ khi mà bất đắc dĩ câu chuyện nó phải gì bung beng ra, phải không? Có những cái trường hợp mà khi câu chuyện nó rơi vào cái ngõ cụt rồi, nó bắt buộc phải xì ra. Thì lúc đó chuyện thúi nó mới phải xì ra ngoài quý vị. Thì bây giờ cái câu chuyện ngày hôm nay nội tình bên trong nó như thế nào? Sau đây xin mời quý vị, cô chú, anh chị mình cùng lắng nghe. Thì trước tiên News 10 xin kể trước về cái hoàn cảnh của cái anh này. Ảnh tên là Hồng và ảnh hành một cái nghề, đó là hành nghề bói toán. Nhưng mà trước tiên để mình nói là tại sao mà cái anh Hồng này ảnh lại hành nghề bói toán. Cái gì nó cũng phải có cái duyên hết quý vị. Tự nhiên không phải mà tự nhiên sanh đẻ ra rồi lớn lên trưởng thành đi làm nghề bói toán đâu. Nó phải có dòng đời đưa đẩy xô đẩy nó mới đến bước đường như ngày hôm nay. Mình quay trở về quá khứ của cái anh Hồng này quý vị nha. Thì gia đình của cái anh Hồng này nè, anh Hồng này cũng ban đầu cái tiểu sử cuộc đời của ảnh thấy cũng rất là đáng thương. Lúc mà nghe qua News 10 cũng rất là thương cảm cho cái hoàn cảnh của ảnh. Bây giờ nói sơ qua về gia cảnh của ảnh nào quý vị. Ba má của ảnh ngày trước đúng không? Thì mẹ của ảnh là ở bên Việt Nam, sinh ra trong một cái gia đình có đông anh chị em lắm. Mà mẹ ảnh đó nha, News 10 đang nói về mẹ của anh Hồng là bà là ở dưới miền Tây quê dưới miền Tây. Mà thuộc dạng như quê, nhưng mà nó là quê miền Tây nhưng mà ở thành thị, tức là ở ngoài cái khu vực mà sầm uất bên ngoài chợ Thì má của ảnh là sinh ra trong một cái gia đình có đông anh chị em mà nhiều gái ít trai. Thì má của tức là bà ngoại của cái anh Hồng này nè, là hồi xưa ở dưới quê miền Tây là bà đi buôn bán gà vịt quý vị. Làm bà ngoại của anh Hồng nha, ngày xưa là buôn bán gà vịt. Thì khi mà con cái mà nó lớn, đứa nào mà nó ăn học thì bà cũng nuôi. Nhưng mà đứa nào mà không ăn học tử tế thì phải đi ra ngoài chợ phụ bà bán buôn bán gà vịt. Thì ở trong nhà đó, ông ngoại của anh Hồng với bà ngoại anh Hồng mặc dù là sống chung vẫn là vợ chồng, nhưng mà thuộc dạng như là vợ là chúa mà chồng là tôi ở đây là tôi tớ. Có nghĩa là má của bà ngoại của anh Hồng mà lên tiếng nói cái gì thì ông ngoại anh Hồng nó không có dám hó hé. Rồi sau đó thì bà ngoại của anh Hồng nói chuyện với chồng thì thường hay là kêu bằng mày tao, rồi xưng hô, nói chung là xài giấy 5.000 với chồng dữ lắm. Cho nên là nó cũng nổi tiếng ở dưới quê là chồng chúa vợ tôi, là cái này là vợ chúa chồng tôi. Thì sau đó vậy là những cái đứa con này nè thì rất là sợ mẹ. Tại vì kinh tế trong gia đình là bà ngoại của anh Hồng là trụ cột chính trong gia đình, là người đem kinh tế về chính. Bà có đường dây buôn bán gà vịt như vậy ngoài chợ và lấy hàng này kia, cái nguồn hàng dồi dào. Cho nên là ngoài chợ bà bán nhiều năm rồi, nhưng mà mối mang người ta dẫn tới bà, người ta mua. Thì cái tính tình của bà, cái giọng của bà nó khàn khàn, rất là lớn tiếng quý vị. Bà ngoại của anh Hồng giọng khàn khàn, lớn tiếng lắm. Mà nói chuyện là mở miệng ra là toàn là đờ mờ. Đó, nếu mùi nói vậy là viết tắt là quý vị là hình dung. Thì bà ngoại của anh Hồng là biết hút thuốc lá nữa quý vị. Thì bây giờ một cái người tính khí mà nóng như vậy mà lại giỏi làm ăn, trụ cột trong gia đình, lèo lái gia đình, chửi chồng, chồng không dám chửi lại, là quý vị biết cái bà ngoại của anh Hồng giữ cỡ nào. Thì những cái đứa con nè, đẻ con đông lắm, nhưng mà những đứa con đứa nào từ gái tới trai đứa nào cũng sợ bả hết trơn Thì nếu mà học tử tế thì bả vẫn nuôi nha, chứ không phải bả không cho học đâu. Nhưng mà học không ra gì là bả cho nghỉ ngang, cắt ngang, đi ra chợ phụ bán gà vịt, không có cho đi học nữa, tốn tiền, thấy không? Thì những đứa con nó cũng không dám hó hé gì. Sau đó gì thời gian sau thì khi đó vì con cái nó ra ngoài chỗ mà sập vịt nó phụ, sập gà sập vịt nó phụ. Bây giờ lực lượng hùng hậu quá, bây giờ một mình bả không mà giờ con cái ra nữa. Cho nên bà ngoại của anh Hồng lúc này mới thấy vậy, có sẵn là có trai có gái ra phụ bả buôn bán gà vịt. Sẵn tiện bả thấy vậy bả mới làm thêm cái nghề đó là nghề cho vay nặng lãi. Rồi xong rồi, cho vay nặng lãi xong bả còn làm thêm cái đường dây chơi hụi hốt hụi nữa. Thì những cái đồng tiền như vậy quý vị, nó kiếm về trong gia đình của bả rất nhiều, đặc biệt là cái tiền mà cho vay mà nặng lãi là quý vị biết rồi. Thì những cái đứa con trai của bà ngoại của anh Hồng bà ngoại anh Hồng những cái đứa người con trai thì ra ngoài đó phụ bả, giống như là bảo kê đi, nói thẳng là giống như bảo kê cái sạp của bả đi. Thằng nào mà quậy tới là mấy thằng con trai bả là vác đồ ra, vác hàng ra xử lý luôn, kiểu dạng vậy. Là quý vị biết gia đình này dữ dội đúng không? Thì bây giờ News 10 sẽ nói đến cái người mẹ của anh Hồng là một trong số những người con, phải không? Thì cái người này nè, cái cô này nè, Cái bà này bả tên là Mỹ và bả rất là đẹp quý vị. Da bả trắng lắm, nói chung là mặc dù gái miền Tây nha, phụ mẹ buôn bán nha, mà da bả rất là trắng, trắng tươi, trắng tinh, trắng như là bông bưởi vậy đó. Tuy nhiên thì cái mặt không có được đẹp, cái mặt nhìn được thôi, nhìn lịch sự thôi nhưng mà không có đẹp, quý vị, nhìn nó cũng không có duyên nữa. Nói chung nhìn cái mặt thì nhìn nó cũng có nét á, nhưng mà nó không có phải là đẹp sắc sảo, mà cũng không phải là nhìn vô có duyên. Nhìn vô là thấy cái mặt nó kiểu như gầu đời lắm quý vị. Nhưng mà được cái là có cái làn da nó ăn điểm cái làn da quý vị không. Thì cái bà Mỹ này nè, bà mới ra ngoài chợ phụ má mình buôn bán gà vịt. Thì ngay trong cái khu chợ đó quý vị, thì nó có một cái nhà đối diện luôn, cái nhà xéo xéo đối diện luôn. Thì cái nhà đó người ta không có kinh doanh buôn bán gì cả, nhà đó là nhà để ở thôi, là quý vị biết rồi. Giống như ở Sài Gòn mà bây giờ nhà ở ngoài mặt tiền đường mà không buôn bán là quý vị biết nhà đó phải giàu cỡ nào. Thường á, mà nhà mà nếu mà ai mà có nhà ở mặt tiền đường thì người ta sẽ tận dụng, đúng không? Người ta nhà mặt tiền người ta sẽ tận dụng, người ta để làm kinh doanh để kiếm ra tiền, hoặc là người ta sẽ cho thuê. Nhưng mà không, cái gia đình này thì lại ngược lại quý vị. Cái nhà này để đó ở thôi, sống thôi, chứ không có buôn bán kinh doanh mà cũng không cho thuê gì cả. Thì gia đình này quý vị giao lại cho một cái người con trai trông coi. Gia đình là đều đi qua nước ngoài, đi qua bên Mỹ xuất ngoại hết, là đi tàu ngày xưa đi qua bên Mỹ hết á. Thì coi như là bây giờ là ở đây nè, căn nhà này là nhà thờ, là chỉ có gì, chỉ có giao lại cho một đứa con thôi. Vợ chồng của cái người con đó sống ở đó để mà trông coi cái nhà thờ ông bà quý vị không. Thì sau đó gì cái bà Mỹ nè, bà ra ngoài chợ phụ bán với má bà. Thì bán mà bà đẹp như vậy thì buổi sáng quý vị biết rồi, trời ơi sáng nắng lên rồi nó chiếu vô nữa, bà trắng nữa thì nó bắt mắt quá. Thì cái nhà thờ đó đó quý vị, cái căn nhà thờ của ông bà đó đó, cái nhà mà Việt kiều á, nói nôm na là ở nhà Việt kiều đi, nhà mà của gia đình Việt kiều á. Thì sáng ngày hôm đó có một cái anh đó, anh ở trong nhà, anh đi ra thì giống như là anh nhìn thấy cái chị Mỹ này nè, da trắng tươi à. Mà Việt kiều thì về Việt Nam thì đa phần là gì, hồi xưa tới giờ bây giờ nó bất hủ luôn, về là phải gì địa gái, về là phải đi tìm vợ không, đa phần là vậy, tìm bồ. Thì cái anh này nè, anh ở trong nhà, anh đi ra, nhà này là nhà thờ của ông bà, thì ảnh là Việt kiều Mỹ, ảnh về Việt Nam ảnh sẽ ngủ ở trong căn nhà này. Sáng kéo cửa đi ra, định đi ra kiếm ly cà phê uống, vừa mở cửa ra đứng cầm cái dồi xịt tưới cây đó quý vị. Tại vì trước cửa nhà của ảnh có để mấy cây kiển, đang cầm cái dồi xịt tưới cây thì tự nhiên nhìn qua thấy cái chị Mỹ này nè, da trắng tươi đẹp quá đi. Thì cái anh Việt kiều Mỹ này ảnh mới để ý quý vị không. Sau khi mà để ý như vậy đó thì cái chuyến đó ảnh về, ảnh để ý như vậy được khoảng tầm một tuần lễ, gần tuần lễ 5-7 ngày vậy đó. Thì lúc đó ảnh mới nói với cái người em trai của ảnh là cái người mà em trai là cái người mà sống ở Việt Nam để trông coi nhà thờ á. Ảnh mới nói với người em trai của ảnh là thấy con nhỏ đó được quá, mà không biết con nhỏ đó nó có chồng hay nó có bạn trai gì chưa, không mấy vợ chồng mày á, qua bên đó hỏi thử coi gạ hỏi thử, mày kêu con vợ mày á, nó cũng là con gái, nó cũng là đàn bà, nó dễ hỏi hơn. Mày kêu con vợ mày gạ qua bên đó mua gà mua vịt của sạp đó đi, rồi hỏi thăm thử coi con nhỏ đó nó còn độc thân không, hay là nó có bạn trai, hay là sắp cưới rồi. Thì cái người em trai nghe cái người anh mình nói vậy quý vị, nghe cái người anh trai của mình là Việt kiều Mỹ nè nói vậy, cho nên là cái người em trai này mới thủ thỉ với vợ là thôi sáng em cũng phải đi chợ thôi, hôm nay em qua bên đó em mua con gà hay con vịt gì đó, rồi về mình làm đồ ăn ở nhà, mình nấu cơm ở nhà mình ăn luôn, sẵn tiện qua bên đó mua, sẵn tiện bắt chuyện hỏi chuyện luôn. Thì thật ra quý vị cái nhà này người ta sống khép kín lắm, nhà này người ta giàu kiểu nhà giàu nền tảng mà người ta không có giao tiếp nhiều, người ta sống khép kín lắm. Mà bây giờ tự nhiên kêu cái chị vợ này qua bên đó bắt chuyện, hồi nào giờ sống ở đây chứ chưa, ít khi nào hỏi chuyện đời tư lắm, chỉ có ra mua gà mua vịt ủng hộ thì có, chứ không có hỏi chuyện đời tư sâu xa. Bây giờ kêu qua thì giờ trong tình thế bất đắc dĩ, ông anh chồng ông kêu vậy thì giờ chỉ phải đi, thấy không. Thì cái chị này chỉ qua chỉ hỏi thì chị qua chỉ mới gặp cái bà má của chị Mỹ, thấy không, là bà ngoại của anh Hồng nè. Thì cái cô này cũng mới qua, cô hỏi thì mua xong rồi cô mới hỏi là trời ơi thấy chị mà đẹp quá, chị có bạn trai gì chưa, hay có chồng sắp cưới gì chưa. Thì cô này có hoàn toàn là chưa quý vị, cô vẫn còn độc thân. Cho nên sau đó quý vị là coi như là thấy vậy ok rồi, cho nên là cái người vợ này nó mới về báo với lại cái người chồng. Thì lúc này quý vị cái ông anh chồng này ông mới nói là vậy, nếu vậy thì giờ ông muốn coi mắt con nhỏ đó, ông mới nói vậy nha quý vị. Ông mới nói với con nhỏ em dâu á là bây giờ nếu vậy anh muốn coi mắt nhỏ đó, bây giờ hai vợ chồng mày giúp anh đi, là nói sao đó, nói với lại gia đình nhỏ đó, má nhỏ đó đó, là anh muốn coi mắt, hỏi thử coi bả chịu không, bả chịu thì coi mắt, được thì lấy luôn, không. Thì ông mới nói vậy. Thì lúc đó quý vị cái một lần nữa cô em dâu này phải qua và đứng ra nói chuyện. Tại bây giờ cha mẹ đều ở bên Mỹ, cha mẹ chồng ở bên Mỹ mà, cho nên cái cô em dâu này mới đi qua nói với lại cái bà má của cô Mỹ nè. Thì cái bà này bà chịu luôn quý vị, tại vì bà này bà biết cái nhà này là nhà của giàu nền tảng, với lại bà bán ở cái chợ này, bà bán nhiều năm rồi. Bà biết cái nhà này, bà biết gốc rễ hồi xưa là gia đình này rất là giàu. Rồi gia đình này là đi tàu sang nước ngoài, bà biết luôn, là bà biết gia đình này là Việt kiều. Rồi bà biết bây giờ cái thằng này là Việt kiều Mỹ mà muốn coi mắt con gái bà thì bà phải ưng liền. Bây giờ thay vì con gái bà không học cao ra ngoài đây phụ bà buôn bán gà vịt, đúng không? Thì bây giờ nếu mà trường hợp mà nó lấy được Việt kiều Mỹ là một bước lên mây không? Bà đâu có ngu dại gì bà đi từ chối quý vị. Cho nên bà gật đầu đồng ý. Thì cái anh Việt kiều Mỹ này là ảnh tên Long. Sau đó quý vị thì cái anh Long này ảnh mới thấy cái chị Mỹ, coi mắt chị Mỹ xong á, là coi như sau đó là đồng ý luôn. Ảnh đồng ý, ảnh muốn cưới, ảnh có cái ý ngỏ ý muốn cưới bà. Và bên kia là má của cô Mỹ chịu luôn. Thì sau đó anh Long với lại cái cô Mỹ hai người thành vợ thành chồng. Thì khi Long với Mỹ thành vợ thành chồng rồi thì sau đó cái anh Long này anh quay trở về Mỹ, ảnh mới làm giấy tờ hồ sơ rước cái chị Mỹ qua bển. Nêu 10 kể vắn tắt cho quý vị nghe. Thì ảnh mới làm giấy tờ hồ sơ rước vợ qua bên bển đoàn tụ. Thì cái anh Long này ảnh ở bên Mỹ quý vị, nói nào ngay là công ăn việc làm ở bên bển của ảnh rất là ổn định, ảnh đi làm trong hãng, đúng không? Nhưng mà công việc ở đó ảnh làm đã nhiều năm rồi cũng rất là ổn định. Mà kiểu như là ảnh á, tướng tá cũng đẹp trai, ngoại hình cũng tuấn tú mà da cũng trắng tươi à, sống bên Mỹ lâu mà. Tướng của ảnh bự con lắm. Thì lúc đó cái chị Mỹ này ban đầu á, là coi mắt á, là ham cái mát Việt kiều. Với lại là má kêu là lấy đi để đổi đời, để sau này giúp đỡ anh em. Thì chỉ lấy thôi, nhưng mà lúc đó chỉ trong lòng chỉ chưa có yêu. Nhưng khi mà chị Mỹ này chỉ lấy anh Long chỉ qua bên Mỹ rồi đó, sống với chồng hoài luôn, lâu ngày thì chỉ có phát sinh tình cảm yêu ảnh thiệt quý vị. Thì sau đó chị Mỹ với anh Long hai người á, là sống với nhau và có nhau là được đứa con trai đầu lòng. Thì cái đứa con trai đầu lòng này là tên Hồng quý vị nha, tên Hồng. Thì cái người con trai tên Hồng này nè, mặc dù á là tên á, thì nó rất là hồng hào, nhưng cuộc đời của cái anh Hồng này nó không có hồng giống như là mình thấy cái tên. Thì cái anh này quý vị, ảnh sinh ra là ảnh đã bị cái dị tật rồi, là cái chân của ảnh nó bị teo cái chân bên phải. Cái chân bên phải của ảnh nó sinh ra là tự nhiên cái chân bên phải nó bị teo từ nhỏ luôn. Và bắt buộc quý vị, khi mà càng lớn lên thì bắt buộc là ảnh phải chống nạn để ảnh đi. Thì cái thời điểm đó quý vị, trong nhà của ảnh nó lúc nào cũng có một cái chiếc xe điện hết trơn á, dành cho người khuyết tật để người ta ngồi, để người ta di chuyển đi á quý vị. Thì ở nhà của ảnh nó là có một cái chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Thì từ hồi mà sanh ra cái đứa con mà nó bị khuyết tật không, nó bị cái chân phải nó bị teo như từ nhỏ vậy đó. Thì giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn lắm. Tại vì cái người chồng là anh Long lại trách cái người vợ á, là tại sao bầu bì mà em ăn uống cái gì mà để cho con nó bị dị tật quý vị không. Thì bây giờ cái người chồng này đổ trút lên đầu cái người vợ. Nhưng mà cái cô Mỹ này thì cổ lại nói là cái chuyện con là trời cho, bây giờ trời cho sao mình lấy vậy. Còn nếu bây giờ anh nói vậy giờ anh muốn sao, anh nuôi nó không hay là anh muốn bỏ nó. Thì cái người vợ này cũng làm căng quý vị. Thì hai vợ chồng á sống nhau thì giờ có đứa con trai lẽ ra phải hạnh phúc chứ đúng không, nói dỗi tông đường. Mà tự nhiên giờ thành ra vợ chồng mâu thuẫn xích mích với nhau. Sau đó vậy thì vợ chồng cán đáng nhau vậy một thời gian. Thì cũng coi như cũng êm. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa con là hai vợ chồng bực bội khó chịu à. Mỗi lần nhìn vô cái anh Hồng này là hai vợ chồng khó chịu. Và cái người chồng là cái anh Long phải không, cái ông Long này nè, ông Long mỗi lần ông nhìn thấy anh Hồng là con trai ông nè, là ông kiếm chuyện với thằng nhỏ, ông chửi thằng nhỏ, ông quánh thằng nhỏ. Mà trong khi sống ở bên Mỹ là người ta đã nói là không có được quánh, không được dùng vũ lực đúng không. Mà đằng này ổng là tại vì ổng thừa biết cái luật lệ nó là như vậy quý vị. Nhưng mà vì mỗi lần ổng nhìn thấy cái thằng con bị tật nguyền á, đối với ổng á, ổng rất là bực. Cộng thêm nữa là đối với ổng đó như là cái gánh nặng vậy đi, cho nên ổng bực lắm. Rồi ổng sĩ diện nữa, cho nên ổng cứ trút lên đầu nhỏ quý vị. Ổng mà ra ngoài không, ai mà hỏi ổng mà thằng Hồng sao rồi, nói cái gì mà liên quan tới cái chuyện con của ổng bị tật á, là thay vì ổng sẽ tức đúng không, ổng tức người ta nói vậy là ổng về ổng trút lên đầu con của ổng trút lên đầu của anh Hồng. Thì cái ông Long này ổng thường xuyên quánh anh Hồng hồi lúc còn nhỏ quý vị. Và không những vậy là có những lúc mà giống như ổng bực quá, ổng còn kêu vợ ổng là bỏ đói luôn, không cho nó ăn. Tức là bỏ nhỏ nguyên cái buổi đêm luôn, từ chiều đến tối không cho nhỏ ăn cơm luôn quý vị, tới sáng hôm sau mới được ăn kiểu dạng vậy á. Thì cái anh Hồng này hồi nhỏ anh bị sống trong một cái gia đình á, có thể nói rằng là hai từ ngược đãi là rất là đúng luôn á. Vậy mà cái người vợ là bà Mỹ, bả thì giống như là cũng không có dám làm căng với cái người chồng. Bởi vì từ hồi mà rước bả qua Mỹ á, thì cái ông Long này không có cho bà Mỹ này đi làm. Ổng nói á, là bây giờ cái thằng con nó bị tật nguyền, bây giờ bà đi làm bà đi cách làm sao, Bà ở nhà bà trông coi nói cho tôi là lúc hồi còn nhỏ, bây giờ ông đơn là hồi lúc mà anh Hồng còn nhỏ đó, là ông Long ông bắt là vợ ông bà Mỹ phải ở nhà trông con, không được đi làm. Và cứ như vậy quý vị thì ông Long này ông cứ dịnh vô cái cớ là bây giờ đẻ ra đứa con tật nguyền nên không cho vợ đi làm, vợ ở nhà phải chăm con. Nên là cái bà Mỹ này bắt không có được đi đâu ra ngoài giao tiếp bạn bè. Cái thời điểm lúc đó nha, bà không có được ra ngoài giao tiếp bạn bè nhiều, mà bà cũng không có mà thuộc dạng không có quyền lên tiếng nói với chồng nữa, tại xài tiền của chồng mà. Thì bây giờ ở nhà giữ một cái thằng con bị teo chân, mà bây giờ di chuyển thì khó khăn, bây giờ ăn uống lúc còn nhỏ thì cũng phải đút, phải không? Phải đút, phải chăm, phải bón. Cho nên là cái bà Mỹ này bà giống bị stress quá quý vị không? Ở nhà với một cái đứa con vậy bà bị stress quá thì bà cũng trút lên đầu nhỏ luôn. Bà cũng thường xuyên á, là ngắt nhéo anh Hồng, tức là trên tay của anh á, là chi chích những cái móng tay của bà. Cái móng tay của bà này bà để cái móng tay thiệt quý vị, mà móng tay thiệt của bà nó kiểu cái phơm nó hơi nhọn nhọn tròn tròn dài dài á. Bà ngắt, bà bấu, bà ngắt, bà bấu nhỏ ở trên cái cánh tay của ảnh á, là chi chích những cái vết hằn của cái móng tay bà kẹp, phải không? Nó có cái tì vết cái móng tay của bà ngắt vô luôn quý vị. Thì bây giờ anh Hồng lúc đó giống như là lúc mà sanh ra nha, là lúc đó ảnh không có nói chuyện nhiều, mà tưởng đâu là ảnh bị câm. Tức là lúc đó là đi khám á, là biết ra là ảnh bị chậm nói thôi chứ không phải bị câm. Nhưng mà lúc đầu là cứ tưởng là ảnh bị câm không à, tại vì sanh đẻ ra ảnh không có khóc lên như con nít người ta. Rồi xong rồi sau đó nữa thì ảnh chậm nói lắm, ảnh chậm nói tới tuổi rồi ảnh không có nói. Thì trong nhà mới nói là trời ơi, thằng con này nó vừa bị teo cái chân bên phải, là cái chân trụ đúng không, mà nó còn bị teo, mà bây giờ nó lại còn bị câm nữa, thì bây giờ là nó gánh nặng gia đình quá quý không? Cho nên là em mới nói gì quý vị, nó là cái lý do như vậy. Cho nên là cái ông Long này mỗi lần ông thấy cái thằng con như vậy, ông tức ông trút lên đầu. Rồi bà Mỹ bà ở nhà giữ con, bà stress bà cũng trút lên đầu anh Hồng. Thì bây giờ cái anh Hồng này anh ở nhà giống như là anh bị hai cái người là cha là mẹ tra tấn của mình. Mà quý vị có nghĩ không, ở bên cái nước Mỹ này vậy là vậy mà cũng có một gia đình đối xử với con mình bạc bẽo như vậy. Vẫn có quý vị nha. Thì tại vì là hai người này thừa biết là cái anh Hồng lúc đó không có nói chuyện, giống như bị câm vậy đó, cho nên hai người này cứ trút lên đầu nhỏ. Tại vì biết rằng á, là cái đứa con này nó không có nói, nó không có kêu ca, nó không có cầu cứu ai được hết trơn á. Nó chỉ ở trong cái nhà này mà nó lệ thuộc vào hai cái người già này thôi. Cho nên hai người này cứ đè nhỏ ra rồi giống như là trút giận không quý vị. Thì sau đó quý vị, cái ngày định mệnh là cái ngày hôm đó giống như hai vợ chồng này giấu cái đứa con này ở trong nhà vậy đó, không có cho ra ngoài sĩ diện sợ người ta cười. Thì cái ngày hôm đó sao tự nhiên may mắn là bà nội của anh Hồng, anh Hồng này ảnh có ông bà nội, ông bà nội cũng qua bên Mỹ mà, sống bên Mỹ mà. Thì cái bữa hôm đó ông bà nội là sống ở một cái giống như là sống ở bên cái tiểu bang khác đi. Thì bữa hôm đó giống như ông bà nội qua thăm, ghé qua thăm. Sao tự nhiên cái bà nội của anh Hồng nhìn thấy á, là phát hiện ra trên tay của anh Hồng có bị chi chít những cái vết hằn của móng tay nó bấm. Thì bà mới biết được là cái đứa cháu nội của mình ở nhà nó bị ngược đãi. Thì bữa hôm đó là ông nội bà nội của anh Hồng mới đứng ra ông là la cái thằng con trai là thằng Long, la hai vợ chồng là tại sao mà làm vậy với con. Thì hai người này á, người đổ qua người đổ lại, cứ đổ lỗi cho nhau không à. Sau đó vậy thì hai người này mới đề cập nói là thôi bây giờ á, nếu vậy á, để cái thằng con này ở nhà là tụi con tức lắm, tụi con nhìn nó là tụi con bị stress căng thẳng, là tụi con tức là tụi con sẽ quánh nữa. Thì thôi bây giờ nếu mà ba má nói vậy thôi ba má nuôi nó giùm con đi, nuôi tới nào mà nó lớn lớn chút đi, rồi nó có thể là tự di chuyển, nó tự lo cho nó được chút chút đi, rồi đưa nó về nhà lại. Thì bây giờ quý vị coi khổ không. Thì bây giờ là coi như anh Hồng á, cuộc đời của ảnh tuổi thơ là ảnh sống với ông bà nội chứ không sống với cha mẹ kể từ lúc đó quý vị. Thì nghe tới đây là quý vị thấy hoàn cảnh của cái anh Hồng này, quý vị thấy thương mà đúng không? Nếu mà cũng thấy hoàn cảnh ảnh thấy tội nữa. Có ai nghĩ ai đời mà ở bên cái nước Mỹ mà xa hoa mà thuộc dạng như tân tiến như thế này mà lại có cái người cha người mẹ đối xử với con ngược đãi như vậy không? Đúng không quý vị? Đâu có ai nghĩ. Vậy mà vẫn có đó quý vị. Có những cái chuyện mà trong nhà người ta giấu làm sao mình biết. Thí dụ như cặp vợ chồng này giấu ém con trong nhà nè, làm sao ai biết, phải không? Nó làm những chuyện này sao ai biết. Nhiều khi Nêu Mười kể chuyện lên có mấy anh chị nói trời ơi Nêu Mười nó bịa chuyện chứ ai đâu nói, làm gì có mấy chuyện này xảy ra. Thì đúng rồi, tại mấy anh chị chưa nghe chưa biết là tại vì chuyện đó nó ém nó chưa xì ra, mấy anh chị chưa biết thôi. Còn khi nó xì ra rồi thì mấy anh chị biết liền thôi không. Thì bây giờ gì quay về câu chuyện này sau đó thì coi như là cái anh Hồng này ảnh sống với ông bà nội. Thì tự nhiên từ ngày mà ảnh qua ảnh sống với ông bà nội á, thì ông bà nội ảnh, ông nội của ảnh mới đưa ảnh gặp bác sĩ tâm lý. Ông nội của anh Hồng thường xuyên đưa cháu nội mình á gặp bác sĩ tâm lý, nói chuyện. Tự nhiên sau một ngày đẹp trời cái anh Hồng này ảnh nói chuyện được quý vị, ảnh không bị câm. Tức là thật ra hồi nhỏ đi khám là cũng đã biết ảnh không có phải bị câm. Ảnh chỉ là thuộc dạng như là ảnh bị chậm nói thôi quý vị, nhưng mà không biết là khi nào ảnh sẽ nói được. Thì đây sau đó quý vị thì đi tâm lý vậy đó, rồi điều trị vậy á. Sao tự nhiên bác sĩ nói rồi bác sĩ vui, nói chuyện vui với ảnh, rồi gợi ý sao đó không biết. Cái thủ thuật của bác sĩ tâm lý thì tự nhiên sau đó anh Hồng này ảnh nói chuyện được luôn quý vị. Thì cái thời điểm mà anh Hồng anh nói chuyện được là năm đó ảnh đã 9-10 tuổi rồi, 9-10 tuổi anh mới biết nói chuyện. Thì bây giờ quý vị, bây giờ khổ không quý vị, thấy cuộc đời anh Hồng khổ không? Bây giờ á, tới cái tuổi này 9-10 tuổi mới biết nói chuyện, mà bây giờ cái chân thì bị teo, ngồi là phải ngồi xe điện, xe lăn, đúng không? Thì khi đó quý vị, cái anh Hồng này ảnh rất là thương ông bà nội của mình. Thì cái ngày hôm đó quý vị ở trong nhà, giống như là cái tiệc hôm đó là tiệc sinh nhật của bà nội của anh Hồng đi. Cái bữa hôm đó là giống như tiệc mừng thọ của bà nội anh Hồng. Thì mới đãi ở trong một cái nhà hàng quý vị, đãi ở trong một cái nhà hàng. Ban đầu dự định là sẽ đãi ở một cái nhà hàng của người Việt Nam, tức là quán ăn của Việt Nam á, nhà hàng Việt Nam á, ra ngoài đó đãi tiệc mừng thọ của bà nội ảnh. Ban đầu là định như vậy, nhưng sau khi mà bàn bạc trong gia đình thì giống như là bà nội của anh Hồng với ông nội anh Hồng là hai người mới nói với nhau là thôi đi, đừng có đãi ngoài nhà hàng, đãi ở nhà đi, đãi ở nhà đơn giản thôi được rồi. Chứ đãi ở ngoài nhà hàng á thì ra ngoài đó rồi thằng Hồng nè nó ra ngoài đó, còn hồi ba má nó kiếm chuyện với nó, ba má nó chửi nữa, tội nghiệp nó. Thì cái anh Hồng này ảnh lúc đó nói chuyện được rồi quý vị, mà ảnh cũng thương ông bà nội dữ lắm, cho nên ảnh nghe ông bà nội nói với nhau vậy, ảnh mới nói là không sao, con không có tự ti gì hết trơn á, mà ông bà nội cứ đi, cứ làm sinh nhật, thích thì làm sinh nhật ở ngoài nhà hàng, con không có tự ti, con không mặc cảm gì đâu, con đi ra ngoài bình thường à. Thì mặc dù là cái miệng ảnh nói như vậy để trấn an bà nội, nhưng mà trong lòng ảnh phải có mặc cảm và tự ti chứ quý vị, ảnh có chứ. Thì sau đó vậy là cái anh Hồng này nè, cái ngày hôm mà diễn ra cái tiệc mừng thọ đó, thì ba má của anh Hồng á, là ngày hôm đó 1-2 bữa thì mới từ tiểu bang bên kia chạy qua tiểu bang bên đây, rồi sống bên nhà cha mẹ mình, ở bên nhà cha mẹ mình, rồi xong rồi qua tới cái đúng cái ngày mừng thọ thì ra dắt díu nhau ra nhà hàng ăn tiệc. Nhưng mà lúc mà đi á quý vị, khi mà ra xe hơi á, ra ô tô á, thì ba của anh Hồng á lại nói như vậy, nói á là thôi cho thằng Hồng nó ở nhà đi rồi mình đi ăn, rồi hồi nữa có gì mình quay trở về mình đem đồ ăn về nhà cho nó ăn, tức là đem đồ ăn từ nhà hàng á đem đi về cho nó ăn, nó khỏi cần đi chung. Thì ông bà nội anh Hồng không có chịu, ông bà nội anh Hồng nói không có chịu, bây giờ á, đi thì phải cho cháu nội đi cùng chứ sao, bỏ nó ở nhà, nó mới 9-10 tuổi mày bỏ nó ở nhà mày có bị gì không. Thì ông nội của anh Hồng mới chửi thằng con không, chửi cái ông Long á, cha của anh Hồng á. Thì cái ông Long này ổng mới thấy vậy quý vị, ba ổng la vậy ổng cũng bấm bụng, ổng để cho anh Hồng đi. Tuy nhiên ra ngoài nhà hàng thì cái mặt của ổng một đống mà ổng cứ kiếm chuyện hoài rồi quý vị. Cái lúc mà chụp hình gia đình á thì giống như là gia đình á là giống như là anh chị em chụp hình cùng với lại ba mẹ, tiệc mừng thọ mà, thì chị em chụp hình cùng với ba mẹ, chụp một cái tấm hình đại gia đình luôn. Thì trong tấm hình đại gia đình đó đó thì cặp vợ chồng anh chị em nào, ví dụ cặp vợ chồng của chị, cặp vợ chồng của em chẳng hạn vậy, là chia nhau cặp đứng sao cho nó thành ba rem, cho nó đẹp phải không, nhìn cho nó đẹp. Là nhìn vô cái khung hình là biết à, con nhỏ này là vợ của thằng này là chồng của con nhỏ kia vậy, nhìn vô cái tấm hình là mình biết liền quý vị không. Thì cái lúc đó quý vị con cháu nó cũng đứng chung luôn, nó đứng thành một khúm luôn. Thì lúc đó anh Hồng này á, lẽ ra là ảnh phải ngồi trên cái chiếc xe lăn điện đúng không, là ảnh phải ngồi ngay trước, ngay cái khu vực là ngay chỗ cái khúm mà của ba má ảnh. Nhưng mà lúc này quý vị ông Long ổng lại nói là không, cho thằng Hồng nó đi ra ngoài cái rìa bên kia nó ngồi đi, chứ đừng có đứng ở đây, chán chỗ lắm, chán chỗ. Nhưng thật ra không phải là chán chỗ mà là ổng sĩ diện quý vị, ông Long ổng sĩ diện, ổng không cho thằng con bị xe điện, ngồi xe lăn điện mà ngồi trong tấm hình kế bên ổng không chịu quý vị. Đối với ổng có một cái thằng con bị tật nguyền, nó là cái sự gì đó gọi là giống như là mất mặt lắm. Thì quý vị biết không, trong khi đó thì những cái đứa em gái của anh Hồng á, lại được đứng chung tấm hình với cha mẹ. Từ hồi mà ba má của anh Hồng á, ông Long với bà Mỹ á, là giao cái đứa con cho ba má chồng nuôi không, giao anh Hồng cho ông bà nội anh Hồng nuôi á, là bên phía bên kia gia đình hai vợ chồng giống như là vợ chồng son vậy đó, thì cáp vô rồi cứ ăn ở rồi đẻ ra được thêm hai đứa con gái nữa. Thì bây giờ là trong nhà đó là ông Long với bà Mỹ có được 3 đứa con, nhưng mà có một mình anh Hồng là con trai thôi, còn lại là 2 đứa con gái. Mà trong khi đó có một mình anh Hồng con trai mà anh Hồng bị tật nguyền đó, bị tật nguyền vậy. Thì cái lúc mà vô cái tấm hình đại gia đình chụp ấy, thì ông Long không cho anh Hồng ngồi chung, không cho anh Hồng ngồi trong tấm hình mà gần ổng bả, kêu anh Hồng ra ngoài khu vực râu rìa ở ngoài kia quý vị không. Thì lúc đó ở trong tấm hình là chỉ có hai vợ chồng ổng bả với 2 đứa con gái thôi, tại 2 đứa con gái là ngon lành thì đứng kế bên được không. Thì thời gian nó cứ thế nó trôi qua đi. Sau cái lần đó xong giống như là đối với anh Hồng có nhiều cái ký ức tuổi thơ nó ùa về lắm. thì tự nhiên đang sống êm đẹp với ông bà vậy đến năm 13, 14 tuổi. Tự nhiên cái hôm đó cái ba má của cái anh Hồng nè là ông Long với bà Mỹ nè qua bên đây đòi đón thằng con trai về bển. Là ông bà mới nói là nói với ba mẹ mà ông Long ông nói ba má ông á là bây giờ ông muốn đón cái thằng con trai này về bển. Tại vì giờ nó lớn rồi. Thì anh Hồng anh không có chịu đi, quý vị không? Anh Hồng anh không có chịu đi. Lúc đó anh Hồng anh mới nói là ảnh đã quen sống với ông bà nội rồi. Với lại bây giờ ông bà nội lớn tuổi nữa, ảnh muốn ở gần ông bà nội. À, tại vì ông bà nội sống có gì có hữu hỷ chỉ có hai ông bà, ảnh muốn ở gần. Thì cái ông Long này ông mới chửi thằng con, ông nói là mày bị tật nguyền làm sao mày chăm sóc được cho cho ông bà nội mày mà mày đòi ở chung, phải không? Mày ở chung mày chỉ có làm gánh nặng thôi. Ổng lại tiếp tục ổng lấy cái vấn đề tật nguyền của con trai ra để ổng nói nặng nói nhẹ quý vị. Thì anh Hồng này anh mới nói là bây giờ ảnh có thể là chống cây nạn không? Mặc dù là bây giờ cái chân ảnh teo nhưng mà bây giờ ảnh 14 15 tuổi thì ảnh có thể ảnh tự chống nạn rồi ảnh tự di chuyển được. À, thi thoảng cái lúc nào cần thì ảnh đi xe lăn điện thôi, còn không bình thường ở trong nhà đó là ảnh chống nạn và ảnh đi thì nó cũng không sao. Ảnh có thể tự lo cho ảnh được mà không cần phải lệ thuộc quá nhiều vào người lớn, vào ông bà nội. Tuy là ảnh giải thích như vậy quý vị, nhưng mà trong cái tiềm thức, trong cái đầu của ông Long nó đã ăn sâu vô cái chuyện là thằng con trai này nó là một cái gánh nặng rồi. Cho nên đối với ổng là cái này là của nợ, không? Nếu mà để đây là hồi nó thành là của nợ cho ba mẹ dài. Ổng mới nói là hồi trước ổng giao á, con giao thằng Hồng cho ba má nuôi á, là lúc đó con có nói con chỉ giao ba má nuôi tới khi nào mà nó hiểu chuyện thì nó lớn nó tự lo cho nó được rồi đó, thì con rước nó về bên đây. Thì bây giờ nó đã tự lo cho nó được rồi, nó tự đi tắm, nó tự chống nạn, nó tự tắm, nó tự làm này kia được. Thì bây giờ là con rước nó về bển. Thì anh Hồng không chịu đi, ảnh cứ không chịu đi hoài. Tại ảnh không phải là không chịu đi, một phần là vì là ảnh có thể chăm sóc được ông bà nội mà không phải cái gì, một phần là vì ảnh hận cha hận mẹ, phải không? Cái thứ hai nữa là vì ảnh quá thương ông bà nội ảnh không muốn xa. Tuy nhiên quý vị, lúc này ông bà nội ảnh lại nói rằng là thôi con về bển đi, khuyên anh Hồng nha, con về bển đi chứ bây giờ mà con ở bên đây á, thì ba con cũng buồn, má con cũng buồn. Thì dĩ nhiên ông bà nội phải nói đỡ, đúng không? Phải nói đỡ cho con trai mình rồi mới nói vậy thôi, con mà ở đây á, là ba con sẽ buồn, con về bển đi cho ba má con vui, hiểu không? Cho với lại á, hồi nào giờ con sống bên đây con cũng ít có tình cảm gần gũi với hai đứa em con nữa, về bển đi cho gần gũi hơn, không? Thì khi đó ông bà nội cũng đẩy anh Hồng đi nữa, thì anh Hồng rất là buồn. Nhưng bây giờ anh phải bất đắc dĩ, bây giờ ông bà nội cũng kêu mình đi, ảnh cũng phải đi quý vị. Thì sau khi mà ảnh về bên cái nhà bên đó đó, ảnh ở chung với lại ba má, ảnh về bên tiểu bang đó ảnh sống. Thì bây giờ cái chân ảnh tật nguyền thì làm sao mà ảnh có thể là di chuyển mà lái xe ô tô rồi đi qua đi lại tiểu bang này qua tiểu bang kia để thăm ông bà nội ảnh được. Mỗi lần ảnh muốn đi là ảnh phải lệ thuộc ba má ảnh đi thì ảnh mới được đi chung, đúng không quý vị? Hoặc là trong nhà mà cô dì chú bác ai đi thì ảnh mới được đi chung. Thì bây giờ ảnh giống như là lệ thuộc như vậy, cho nên ảnh muốn thăm ông bà là chỉ khi nào ông bà qua bên đây thăm ảnh thôi, chứ ảnh cũng rất khó để gặp ông bà. Mặc dù là ảnh về bên đây ảnh rất là nhớ ông bà quý vị. Thì mỗi lần ông nội ảnh điện thoại thì ảnh cũng thường hay nói chuyện với ông nội ảnh lắm. Thì một thời gian sau quý vị, năm đó là cái anh Hồng này ảnh 16, 17 tuổi rồi. Tức là sau khi ảnh chuyển về bên tiểu bang đây sống chung với cha mẹ đâu được 2 năm á. Thì lúc này nè, ảnh mới bắt đầu là được đi học ở trong mấy cái chỗ trường mà dạng dành cho mà tật nguyền đó quý vị. Rồi xong rồi sau đó là người ta cũng tạo công việc cho ảnh làm. Nói chung là cũng là công việc dành cho những người mà bị tàn tật làm thôi. Thì cái lần đó quý vị, ông bà nội của anh Hồng này từ tiểu bang bên kia, ông nội của anh Hồng mới lái xe chở bà nội qua bên đây để thăm mình. Và trên cái chuyến mà đi từ bên bang bên kia qua bang bên đây thì ông bà nội của anh Hồng bị tai nạn và qua đời trên đường mà lái xe qua. Lúc mà hay tin thì anh Hồng này anh rất là suy sụp tinh thần quý vị. Tại vì cái người mà anh thương nhất mà thường hay là đứng ra che chở làm lá chắn cho ảnh đó là ông nội ảnh. Bà nội ảnh thì luôn là lo lắng chăm sóc cho ảnh về sức khỏe. Thì bây giờ cả hai ông bà, những người yêu thương ôm ấp ảnh từ nhỏ tới giờ, thì bây giờ hai ông bà lại mất sớm. Cho nên là anh Hồng ảnh lúc đó ảnh tuyệt vọng lắm quý vị. Bây giờ sống chung với cha mẹ thì không hạnh phúc, mà bây giờ ông bà thì lại mất rồi. Đối với ảnh bây giờ cuộc đời nó lạc lõng lắm. Thì sau cái lần mà ông bà mất xong thì trong lòng của anh Hồng nó cũng nguội lạnh quý vị. Ảnh cũng không còn bị cha mẹ quánh nữa. Tuy nhiên thì ba mẹ của ảnh bây giờ ghẻ lạnh lắm. Tức là bây giờ ông bà này nè biết thằng con trai nói chuyện được rồi thì ông bà đâu có dám quánh, đâu có dám ngắt nhéo đồ này kia quý vị không? Hồi xưa là nó bị câm thì ông bà làm vậy thôi, còn bây giờ là dạng như là nói chuyện được, ông bà đâu dám. Nhưng mà không quánh thôi, nhưng mà đối xử ảnh ghẻ lạnh, có nghĩa là ảnh muốn làm gì ảnh làm, chẳng quan tâm gì tới ảnh nhiều quý vị. Thì sau đó là coi như cái anh Hồng này đối với ảnh cái niềm vui thời điểm mà sau khi ông bà mất á, đó là mỗi ngày á, là được đi lên chỗ mà trung tâm dành cho người tàn tật á, lên trên đó để mà làm những cái công việc lặt vặt, phải không? Lên trên đó gặp những cái người mà giống như mình luôn, bị tật như vậy, rồi lên trên đó làm những người mà bị khiếm khuyết á. Thì trong cái quá trình đó quý vị, cái anh Hồng này, thời điểm mà lúc mà ông bà nội mất xong á, thì có để lại một cái di chúc là cái căn nhà của ông bà nội ở bên tiểu bang bên kia á, là căn nhà đó sẽ để cho anh Hồng. Tại vì ông bà này cũng biết á, thằng cháu nội mình rất là thiệt thòi quý vị. Và ông bà cũng biết á, là sau này nếu mà thằng cháu nội này tương lai nó chỉ là bị tật cái chân thôi, chứ nó đâu đến nỗi tệ, mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai mà. Ông bà cũng biết là một mai nào lỡ tương lai mà nó có cái duyên, cái nợ, nó cũng có được một người mà chịu chấp nhận cái khuyết tật trên chân á, mà lấy nó, thì lúc đó vợ chồng cũng phải có cái nhà. Mà hai ông bà này tính được luôn á, là cháu nội mình nó làm sao nó kiếm ra được nhiều tiền để nó tự mua nhà. Mà cha mẹ nó thì chắc chắn là thằng cha con mẹ nó chắc chắn là sẽ không mua nhà cho nó. Cái này là nếu mà dùng cái từ là thằng cha con mẹ, là ý là đứng trên cương vị là ông bà nội của anh Hồng nói nha quý vị nha. Cho nên là hai người này mới thảo luận nhau sao, cho nên mới làm di chúc đâu sẵn quý vị. Thì sau đó là hai ông bà này lúc mà mất xong thì di chúc nó mới được công khai ra, luật sư mới nói, thì mới biết ra là căn nhà đó để lại thừa hưởng, quyền thừa hưởng căn nhà đó là của anh Hồng. Anh Hồng lúc đó nghe rớt nước mắt quý vị, bởi vì thấy cái tình thương ông bà nội dành cho mình nó bao la như biển trời, không? Tới lúc mà ông bà suy nghĩ luôn cả cái chuyện tương lai cho mình luôn, sợ mình thế này, sợ mình thế kia, cho nên ảnh, trong lòng của ảnh, cái người mà ảnh yêu thương nhất trong cuộc đời chỉ có ông bà nội thôi. Thì khi mà ảnh lên trên cái chỗ mà trung tâm mà tàn tật đó, ảnh làm đó quý vị, ảnh làm á, ảnh mới gặp được cái chị này, chỉ tên là Diễm quý vị. Thì cái chị Diễm này nè, cái gương mặt của chị nó có cái nét rất là buồn. Tuy nhiên á, gương mặt cũng rất là đẹp nha, nhưng có điều cái nét đẹp của chị là đẹp buồn thôi. Và chị á, là vô trong cái chỗ cái trung tâm này là chỉ làm theo kiểu như là chăm sóc cho những cái người mà bị tật đi, cộng với là giống như là làm những cái chuyện lặt vặt ở trong đó. Lúc đó quý vị thì cái anh Hồng này, anh vô trong đó và anh đã gặp được cái chị Diễm này. Thì thường xuyên gặp nhau ở trong cái chỗ cái trung tâm đó, và hai người bắt đầu là nói chuyện với nhau nhiều. Thì khi đó hai người mới kể hoàn cảnh của nhau. Anh Hồng mới tâm sự cho cái chị Diễm này nghe về cái hoàn cảnh của mình, sống trong một cái gia đình mà cha mẹ đối xử với mình từ nhỏ tới lớn ghẻ lạnh, con ruột mà giống như con rớt vậy đó. Thì khi mà ảnh kể như vậy, và ảnh cũng nói với cái chị Diễm này là cái người ảnh yêu thương nhất đó là ông bà nội của ảnh. Thì khi hai bên nói qua nói lại với nhau, thì cái chị Diễm này cũng tâm sự với ảnh. Chị Diễm này chị cũng nói là chị là thuộc dạng như là ở bên Việt Nam qua bên đây, là thuộc dạng là qua sau này, là chỉ qua bên đây chứ không phải là chỉ sanh đẻ ở bên đây, chỉ không có được sanh đẻ bên đây, chỉ là mới theo gia đình đoàn tụ qua bên đây thôi. Thì chỉ xin vô trong đây làm giống như là dạng như là phụ giúp mà chăm sóc mấy người tàn tật ở trong đây. Thêm cái nữa là giống như là dạng làm giống như là giúp việc gì đi, nói thẳng là giống như là lau chùi dọn dẹp ở trỏng để mà kiếm tiền, chứ mà chỉ là thuộc dạng như là chỉ cũng không có phải là sanh đẻ ở bên này. Thì khi mà nghe vậy quý vị, thì cái anh Hồng này anh mới hỏi là sao chỉ không đi làm những công việc gì khác mà sao lại phải chọn cái nghề này. Thì cái chị Diễm này tự nhiên cái nét mặt của chị rất là buồn quý vị, và chị trùng xuống. Xong rồi sau đó chị mới nói với anh Hồng là tại vì là ở trong nhà của chị, ba của chị cũng là người bị tật nguyền nữa, chị nói vậy luôn nha. Nhưng mà do là ba chị bây giờ thì đã qua đời rồi, nhưng mà hồi trước ba chị cũng là người bị tật nguyền nữa. Rồi sau đó thì má của chị chê ba chị là bị tật nguyền, rồi má chị bỏ ba chị, rồi má chị mới đi lấy chồng sau. Rồi lấy chồng sau xong thì mới đi qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ xong rồi sau này mới làm giấy tờ rước con qua bên đây theo kiểu mẹ con đoàn tụ, phải không? Nhưng mà chị nói lúc mà chị qua đây là cũng bất đắc dĩ. Thật ra ban đầu chị hận mẹ lắm, chị đâu có muốn qua, chị cũng nói vậy luôn. Nhưng mà vì trong cái ngữ cảnh là ba chị lúc đó là bệnh nặng rồi, mà ông trước đó ông bị tật nguyền nữa. Thì giống như là hồi cái quá trình mà vợ bỏ đi ba chỉ bị tật nguyền, nhưng mà vẫn là gì chàng giới vẫn làm này kia bằng tay bằng giờ này kia, ông lao động bằng tay, rồi sau đó là kiếm được tiền rồi nuôi chỉ qua ngày. Thì bây giờ khi mà nghe được cái chuyện là bà vợ quay trở về muốn nhận con á, thì ba của chị cũng đồng ý luôn, mặc dù ổng cũng buồn lắm quý vị, nhưng mà ổng đồng ý. Tại vì ba của chị biết được trong người mình có bệnh nặng, sợ một ngày nào đó có gì rồi không ai chăm sóc con mình. Thì cái chuyện này giữa ba mẹ chị Diễm tự nói chuyện gì đó, hai người đã bàn tính nhau gì đó, là nói chuyện qua lại nhau qua điện thoại rồi. Thì khi mà ba chị Diễm lúc mà bệnh nặng quá rồi đó, lúc đó thì má của chị Diễm ở bên Mỹ mới về rồi thăm ba chị, rồi xong rồi sẵn tiện là trước chị làm giấy tờ trước chị qua. Lúc đó là ba chỉ có một cái tâm nguyện, trước khi mà ông mà có gì ông có cái tâm nguyện là hãy nghe lời đi qua bên Mỹ đi, rồi lo bản thân, qua bên đó kiếm công việc gì làm lo bản thân. Chứ ở đây á, là sẽ khổ hoài, với lại ở đây giờ không có ba nữa, con có bị hà hiếp gì không ai che chở cho con. Qua anh bển ít nhiều gì cũng có mẹ ruột con ở bển. Thì chính vì cái điều đó gọi là cái tâm nguyện của ba, cho nên bất đắc dĩ chị Diễm mới phải đi, quý vị không? Thì từ hồi mà qua bên đây chị Diễm chỉ mới ở trong nhà với lại cái người mẹ ruột và người chồng sau của mẹ nè, là ba Dượng nè, là chỉ ở đỡ trong vòng là 6-7 tháng đầu thôi. Sau đó là chị kiếm được thu nhập là chị ra ngoài, chị tự share phòng, chị ở riêng. Thì đây là cái câu chuyện cuộc đời của chị Diễm, nếu 10 kể gãy gọn nó ngắn gọn là như vậy. Cho nên khi đó chị Diễm này chị cũng bộc bạch, chị nói là khi mà chị nhìn những người khuyết tật á, là chị nhớ lại ba của chị. Ba chị mặc dù khuyết tật cũng là khuyết tật ở chân, nhưng mà ba chỉ có thể lao động bằng tay, và ba chỉ vẫn hết mình đi làm để kiếm tiền nuôi chỉ bằng tay, đúng không? Bằng hai bàn tay. Thì bây giờ giống như là chị cảm thấy rằng chị còn mạnh tay khỏe chân, thì chị cũng muốn giúp một cái gì đó công sức vô hỗ trợ cho những cái người tàn tật người ta này kia ở đây, không? Chỉ đối với chị một phần vậy, mà chị nhìn những người này chị thấy nhớ ba chị, giống như chị muốn là gì, thay vì chị trả hiếu ba chị. Nhưng mà cái lúc đó chị trả hiếu không kịp quý vị, khi chỉ chưa có gì trong tay mà ba chị đã qua đời, cho nên chị chưa có trả hiếu kịp. Cho nên là khi qua đây nè, chị vô trong đây chị làm, đối với chị á, thấy những người này chị cũng một phần nhớ ba mình, chị cũng so dịu được cái nỗi nhớ ba. Cái thứ hai là chị cũng cảm thấy một phần giống như là chị trả một cái công ơn gì đó mà ngày xưa ba mình đã dù tàn tật cũng không bỏ mình, kiểu dạng vậy. Thì khi mà nghe vậy quý vị, cái anh Hồng này anh đồng cảm quý vị, và anh cảm thấy là trời ơi, mình tưởng đâu cuộc đời mình bị tàn tật là mình đã khổ rồi, nhưng không ngờ có một người con gái người ta liền lặng như vậy, nhưng mà người ta vẫn khổ trong một cái gia đình như vậy quý vị. Cho nên lúc này anh Hồng giống như là anh cũng động viên chị Diễm, rồi chị Diễm chỉ động viên anh Hồng. Hai người này động viên qua lại nhau, sau hồi tự nhiên động phòng luôn quý vị ơi, tại hai người mốt thành vợ chồng luôn. Thì khi mà anh Hồng này anh bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu thương chị Diễm, thì cái anh Hồng này anh mới về nhà xin ba mẹ là cho được cưới chị Diễm. Lúc đó gì thì ông Long với bà Mỹ á, cũng đâu có chịu. Trời ơi, bây giờ mày á, là bị tật nguyền, cái chân bị teo, bây giờ á, lao động thì kiếm cắt cụm, mà bây giờ á, thuộc dạng như là nhà nước có hỗ trợ chi phí cho người tàn tật đi thì cũng một phần không, chính phủ có hỗ trợ cũng hỗ trợ một phần. Rồi bây giờ á, nếu vậy thì lỡ biết đâu đẻ ra đứa con nó bị di truyền. Tại vì anh này là lúc mà anh đẻ ra là cái chân anh đã teo rồi quý vị không, có nghĩa là sợ anh bị di truyền. Thì ba má mới nói là bây giờ mày lấy vợ rồi mày đẻ con rồi nó di truyền, nó giống mày rồi sao. Thì cái ông Long á, ổng rất là ám ảnh cái chuyện là cái sự mà tật nguyền quý vị không. Cho nên ông Long ổng rất là sợ, lỡ đâu mà cái thằng cháu nội đích tôn á, mà lỡ mà đẻ ra mà nó cũng bị di truyền cái chân teo vậy là coi như cháu nội mình là bít đường đẹp xám quý vị không. Cho nên ông Long ổng phản đối, ổng không có cho cuộc hôn nhân này nó thành. Tuy nhiên quý vị thì cái anh Hồng lúc này ảnh giống như là vô bước đường cùng rồi. Ảnh mới nói, ảnh mới khóc, ảnh mới nói với gia đình là bây giờ không cho ảnh lấy thì ảnh sẽ không lấy ai được nữa. Tại vì sẽ không có ai mà chấp nhận được cái người mà bị tàn tật như ảnh, bị tật như ảnh. Thêm cái nữa là cái người phụ nữ này là người ta rất là biết yêu thương mà chịu đựng được, cam chịu đựng, một người phụ nữ cam chịu đựng mà biết yêu thương. Thì sẽ không có người nào tốt được như cái cô vợ này của ảnh, cô Diễm này. Và một cái điều thứ ba là anh Hồng anh nói rằng bây giờ á, cha mẹ yên tâm đi, một khi á, mà con lấy được vợ thành công rồi thì vợ con chồng con á, sẽ chuyển về căn nhà mà ông bà nội cho con về bển con ở. Rồi vợ chồng con tự gối ghém với nhau, tụi con mà đẻ con có tàn tật thì tụi con cũng tự lo, chứ con không có làm gánh nặng cha mẹ đâu, phải không. Thì cái anh Hồng này anh quánh vào cái tâm lý gì, anh sợ á, là ba má của ảnh có cái tư tưởng là sợ là gì, thằng con trai làm của nợ đã mệt rồi, thêm đứa cháu nội làm của nợ nữa rồi sao. Nên ảnh mới nói thẳng với ông Long ba của ảnh nói là ba yên tâm đi, má yên tâm đi, con với lại Diễm mà cưới nhau mà nếu mà sanh con ra nó di truyền nó có tàn tật á, thì vợ chồng con cũng sẽ tự lo tự xoay sở, không có làm gánh nặng cha mẹ đâu. Thì khi mà nghe thằng con trai nó nói trúng cái tim đen của gì thì ông Long lúc này ông mới chịu á, bấm bụng chấp nhận cho hai đứa cưới nhau. Là cưới xong rồi là coi như là cái anh Hồng với chị Diễm là hai người nắm tay nhau là đi qua bên cái tiểu bang bên kia, thấy không, tiểu bang hồi xưa ông bà nội anh ở, qua bên đó ở cái nhà ông bà nội anh để lại và chuyển qua bên đó sống làm việc ở bên bển luôn. Và coi như là khuất cái tầm nhìn của ông bà này, không, là ông bà này không chướng thì thôi, không thấy, không tức, không nói gì. Thì hai người này mới chuyển qua bên đó sống cái gì. Thì từ ngày mà hai vợ chồng chuyển về bên bển sống á, thì thật sự mà nói á, anh Hồng anh rất thương chị Diễm là chỗ này nè. Thứ nhất á là chị Diễm á, chỉ rất là chịu thiệt thòi, lấy ảnh á, đâu có đám cưới gì lớn đâu quý vị. chỉ đãi có mấy bàn ở ngoài nhà hàng rồi ăn uống cho có lệ vậy thôi. Giống như là mấy bàn ăn mà cũng là trong gia đình không à, chứ không có mời người ngoài. Tại vì anh Hồng hồi nào giờ anh đâu có bạn bè, đâu có giao thiệp với ai đâu mà có bạn bè mà mời đám cưới quý vị không. Thì đa phần á, là những cái người mời tới là cũng chỉ là những người quen của ba mẹ. Nhưng mà ba mẹ ảnh á, thì đối với ba mẹ ảnh cái thằng con bị tật nguyền nó là cái sự gì mặc cảm, cái sự ô nhục lắm. Cho nên ổng bả đâu có mời bạn bè tới dự đám cưới con trai. Thì cái ngày hôm mà đám cưới của anh Hồng với chị Diễm á, là chỉ đãi ở ngoài quán ăn Việt Nam á, đãi mấy bàn thôi. Rồi xong rồi là ra mắt mấy cái người thân ở trong gia đình thôi, không là họ trong nhà, họ hàng cô dì chú bác trong nhà thôi, không có người ngoài. Thì chị Diễm này chỉ ngày hôm đó chị cũng không có mặc sa rê gì quý vị, chị chỉ có mặc cái đầm bình thường, tức là mặc một cái chiếc váy bình thường đơn giản giản dị thôi, chứ chị không có mặc sa rê. Thì anh Hồng anh mới nói ảnh thương vợ ở một cái chỗ là cuộc đời của một người phụ nữ á, người ta muốn một lần được mặc áo cưới. Nhưng mà chị Diễm chỉ chưa lần nào mặc áo cưới hết trơn. Từ ngày lấy ảnh rồi chị cũng chỉ mặc có một cái đầm đơn giản thôi. Thì sau khi mà đám cưới xong vợ chồng á, về bên kia sống là từ đó về sau là anh Hồng cắt luôn mọi liên lạc. Ảnh không có liên lạc gì với ba với má hết trơn á. Ba má bệnh hoạn ốm đau làm gì làm anh cũng không quan tâm. Rồi sau đó là coi như hai đứa em gái của ảnh á, ảnh cũng không bao giờ liên lạc cho hai đứa em trong nhà luôn. Đối với anh Hồng bây giờ cuộc đời của ảnh là chỉ có một mình chị Diễm là chỗ dựa thôi. Ảnh là chỗ dựa, ảnh với chị Diễm hai người nương tựa vào nhau là niềm vui cho nhau quý vị không. Thì ngày ngày quý vị vợ chồng sống nhau bên đó, nhưng mà hai vợ chồng á, không có con. Hai vợ chồng sống nhau hữu hỉ mà không có con, bởi vì á, anh Hồng ảnh nói với lại cái chị Diễm á, là không phải là vì anh không thương em, mà vì á, anh không có muốn là như lời ba má anh nói, sanh ra đứa con mà nó ăn cái gen di truyền của anh. Rồi lúc đó nó để lại cái gánh nặng của em. Cuộc đời của em á, đã gánh một người cha, phải không? Đã có một người cha bị tật nguyền rồi. Rồi tới anh là chồng cũng là một người tật nguyền mà ở bên em. Thì bây giờ anh không muốn cuộc đời của em sau này lại gánh thêm một đứa con nó cũng bị tật nguyền. Là coi như cuộc đời em không lẽ nào nó chỉ có gì những người tật nguyền nó ám cuộc đời em hay sao. Cho nên là cái anh này anh mới nói với anh Hồng, anh mới nói với chị Diễm là anh không có muốn có con, không phải vì không yêu, mà vì anh không muốn là em suốt ngày quanh quẩn với những cái người tàn tật như anh, như cha em hay là như con của mình tương lai. Nên là anh mới nói là cuộc sống vợ chồng á, hạnh phúc á, là chỉ cần là có em bên cạnh là anh hạnh phúc rồi. Thì chị Diễm lúc này chị cũng đồng ý luôn quý vị, chị cũng nương theo luôn. Ảnh muốn sao cũng được, chị cũng nương theo. Thì hai vợ chồng sống nhau không có con cái. Thế rồi sau đó quý vị thì ngày ngày á, là chị Diễm này nè chị cứ đi làm. Anh Hồng á, thì cũng làm ở cái chỗ mà công việc dành cho người khuyết tật á, ảnh cũng làm. Thì sau đó vậy là coi như là bây giờ hai vợ chồng sống nhau cũng hạnh phúc êm ả như vậy. Cho tới cái ngày định mệnh hôm đó vậy, cái anh Hồng này thì năm đó là ảnh 32 tuổi. Thì người ta nói là 31 bước qua mà 33 bước tới. Thì năm đó là hết 32 bước sang đầu 33. Thì cái bữa hôm đó cái anh Hồng này ảnh ngủ, ảnh nằm mơ quý vị. Thì trong cái giấc mơ anh Hồng này ảnh mơ, ảnh mới thấy là giống như là có một cái người đàn ông. Mà ảnh thấy một người đàn ông đó giống như là ông nội của ảnh vậy đó. Và cái người đàn ông đó nói với ảnh rằng á, là giống như ảnh thấy không có rõ mặt, ảnh chỉ thấy cái ngoại hình thôi. Thì người đàn ông này nói với ảnh là giống như là cẩn thận, đi kêu ảnh là giống như là đi tìm một cái người thầy nào giỏi giỏi đi, để mà giải cho ảnh cái vận hạn. Tại vì chuẩn bị sắp tới ảnh sẽ có một cái vận hạn rất là đen. Và nếu như ảnh không đi giải hạn kịp á, thì có thể là cái hạn đó mà nó tới là ảnh sẽ đi luôn, có nghĩa là ảnh sẽ bị đứt chỉ luôn. Thì sau cái giấc chim bao đó xong quý vị, thì anh Hồng này ảnh giật mình dậy. Ảnh nhớ hoài cái câu nói của cái người đàn ông đó nói với ảnh là bây giờ phải đi tìm một người thầy nào giỏi và làm một cái lá bùa giải hạn hay là cái gì đó giải hạn cho ảnh. Thì tức tốc lúc đó ảnh mới tâm sự với vợ của mình là chị Diễm. Thì chị Diễm này quý vị, chỉ thì mạnh tay khỏe chân không, thì chị cũng quen biết người này kia, chị mới tìm được cái người thầy. Thì cái người thầy này quý vị cũng ở bên Mỹ luôn nha. Nhưng mà người thầy này là thầy bói, giống như là thầy bói tại gia đó, là làm chui không. Thầy bói tại gia chỉ có những người nào mà biết rồi giới thiệu truyền thì biết thôi. Thì lúc đó chị Diễm mới chở chồng không, chị Diễm mới lái xe chở anh Hồng qua bên đó cho gặp cái người thầy bói. Thì cái ông thầy bói này quý vị, ông này là cái tuổi của ông năm đó là ông cỡ tầm tuổi ông nội ông ngoại của cái anh Hồng à, kiểu dạng vậy, lớn tuổi rồi. Thì ông này quý vị, ông ở nhà, ông về hưu rồi, nhưng mà ông là giờ ông thầy bói giống dạng vậy, là ông làm ở nhà, ông có thể bói toán này kia đó, là ông làm tại nhà, là bây giờ ông về hưu rồi ông làm. Thì cái anh Hồng này anh mới, vợ chị Diễm chở anh Hồng tới, thì anh Hồng thấy ông này sao cũng na ná giống cái ông mà trong chim bao mình thấy quá quý vị không. thì anh Hồng này mới ngạc nhiên đi. Và sau đó là anh Hồng mới kể cho ông này nghe là ông Hồng ông nằm mơ ông thấy vậy, ông cũng kể cho ông thầy bói nghe. Thì cái ông thầy bói già này ông mới nói là, ông mới cười, ông mới nói là vậy là có người chỉ rồi đó. Nếu mà có người chỉ như vậy, vậy chắc là cậu cũng phước lớn mạng lớn, có người chỉ điểm cho cậu. Là cậu gặp được tôi là coi như cũng là cái duyên. Thì thôi nếu vậy thì để tôi làm cho cậu một cái bùa giải hạn, có không? Thì sau đó thì coi như là ông này ông mới vẽ ông làm gì đó trong cái lá đó rồi xong ông đưa cho anh Hồng. Ông mới nói anh Hồng là bây giờ á, cái này nè anh để trong cái gối nằm. Rồi xong rồi một lá thì để trong gối nằm, còn một lá đó thì anh đeo lên trên cổ. Nhưng mà nhớ là không có được để cho nó, nói chung là kiêng nước nha, không có được dính nước à. Thì sau đó là coi như quý vị là cái anh Hồng này ảnh mới thấy ông thầy này á làm vậy xong thì ảnh cũng yên tâm rồi đúng không? Cảm thấy yên tâm rồi. Thì nguyên cái năm 33 tuổi nó trôi qua một cách êm ả quý vị. Anh Hồng không có gì cả luôn, không có bị gì luôn. Lúc này ảnh mới thấy là trời cái lời coi như là ông thầy này ổng quá giỏi. Ông thầy giải hạn này quá giỏi quý vị không? Thì cộng với là cái giấc chim bao nữa đã giúp cho ảnh chỉ điểm cho ảnh nữa. Thì anh Hồng này bây giờ từ một người không mê tín dị đoan bây giờ trở thành người mê tín vô cùng quý vị. Và ảnh đã bắt đầu quý vị, ảnh đã tìm hiểu sách vở, ảnh mới mua rất nhiều những cái quyển sách về mà giống như là bói toán, ảnh về ảnh coi những cái sách vở mà liên quan tới dạy cái cách mà thuật bói toán cái này cái nọ không, vận hành vũ trụ đồ các kiểu, ảnh đem về ảnh đọc. Và coi như là ảnh cứ ôm những cái quyển sách đó ảnh đọc hoài và riết rồi là ảnh cũng biết luôn quý vị. Rồi chưa kể nữa là khi mà ảnh đọc những cái quyển sách đó, chỗ nào mà ảnh không rõ, chỗ nào mà ảnh không hiểu, hoặc là ảnh cần một cái người thầy để chỉ dạy cho ảnh á, thì ảnh sẽ tìm tới, ảnh nhờ chị Diễm chở ảnh tới ngay chỗ cái ông thầy mà đã coi bói cho ảnh, ông thầy mà đã làm cái bùa giải hạn cho ảnh đó. Thì ảnh tới đó, anh Hồng này ảnh tới gặp ông thầy đó và ảnh xin ông thầy đó hãy dạy cho ảnh đi, dạy cho ảnh cái cách để mà có thể mà giống bói toán gì đó. Tại vì ảnh cũng khóc với ông thầy này, ảnh nói là tại vì ảnh á, cuộc đời của ảnh không có biết làm cái gì để kiếm ra được tiền nhiều để phụ vợ hết trơn á. Bây giờ thì ảnh bị tật nguyền cái chân như vậy, cho nên nếu mà bây giờ ảnh làm được cái nghề bói toán này tại nhà như ông này nè, thì sau này ảnh có thể là phụ vợ kiếm được đồng vô đồng ra, mà không cần mà phải cực nhọc vợ nữa không. Ảnh tại nhà luôn, rồi người nào muốn coi bói thì tới nhà tìm ảnh, kiểu dạng vậy đó. Thì khi mà cái ông này ổng nghe cái hoàn cảnh của anh Hồng nói vậy mà ảnh thấy, ổng thấy anh Hồng cũng bị tật nguyền thiệt quý vị, ổng mới động lòng thương đi. Lúc này ông này ổng mới dạy cho anh Hồng cái cách bói toán. Ông này ổng dạy luôn nha, ổng dạy cái cách bói toán. Cộng với anh Hồng thường xuyên nghiên cứu sách vở nữa, thì bây giờ lý thuyết của ảnh là quá vững luôn. Cộng với bây giờ cái ông này ổng dạy nữa, thì bây giờ ảnh quá là gọi là cũng là biết rất là nhiều về cái thuật bói toán rồi. Thì cái năm đó anh Hồng này ảnh 37 tuổi, ảnh mới bắt đầu chuyển qua là bây giờ ảnh làm thầy bói tại gia hay không, là bói toán tại nhà đó. Thì sau đó vì cái chị Diễm thì vợ ảnh là cái người mà dẫn mối về nhà. Chị Diễm đi làm, chị Diễm thường hay giới thiệu, chị Diễm thấy ai mà mê tín dị đoan á thì chị hay giới thiệu chồng tôi ở nhà coi vậy đó, thì ai muốn coi thì tới coi dạng vậy. Thì cái chị Diễm á, thì bây giờ thành là cái người giống như đi sale đi, cái người đi chào mời đi, đó người đi giới thiệu tiếp thị đi, để mà chồng mình có cái mối làm ăn. Và thế rồi là cứ người này người kia là lén lén cứ tới anh Hồng coi bói không, người này người kia tới anh Hồng coi bói để mà xin mấy cái bùa bình an, xin mấy cái bùa mà dạy giải hạn, mấy cái bùa làm ăn kinh doanh đó, vân vân. Thì bây giờ tự nhiên anh Hồng từ một cái người quý vị thấy không, cuộc đời đưa đẩy em nói vậy rồi, cái gì cũng vậy, cái nghề chọn mình đâu chọn nghề, đâu có ai ngờ mà tự nhiên một cái người bị cái chân mà khuyết tật như vậy mà bây giờ ngày hôm nay trở thành một thầy bói tại gia đúng không, đâu ai nghĩ. Thì sau đó vậy cái anh Hồng này ảnh mới làm công việc đó, và công việc đó thì đa phần ảnh làm tại nhà vậy, kiếm thu nhập cũng khá lắm. Thì tới cái năm đó vậy, do là từ ngày kiếm thu nhập khá lên rồi đó, thì coi như là hai vợ chồng ăn uống cũng nhiều phủ phê hơn, nói chung không có cần tiện tặng dữ. Thì bây giờ quý vị cái anh Hồng này sao tự nhiên năm đó ảnh 41 tuổi ảnh phát hiện ra ảnh bị bệnh tiểu đường. Quý vị không? Ảnh phát hiện ra ảnh bị bệnh tiểu đường. Thì khi mà vô là bác sĩ người ta nói là ảnh tiểu đường lên, chỉ số đường của ảnh nó quá cao đi. Bác sĩ mới nói là ảnh tiểu đường, bây giờ chỉ số đường ảnh lên quá cao, tại sao ảnh phát hiện trễ như vậy? Thì ảnh nói ảnh cũng không biết nữa. Mấy bữa cũng có nói ra thì thấy ra là cũng có dấu hiệu, nhưng mà lúc đó ảnh đâu có biết, ảnh cứ tưởng là ảnh đâu có biết là dấu hiệu đó là dấu hiệu của tiểu đường, quý vị không? Thì bây giờ tới chừng vô nhà thương xong mới phát hiện ra tiểu đường của ảnh là nặng luôn, ảnh bị đường là đường chỉ số rất là cao. Thì ảnh ôm cái căn bệnh tiểu đường đó từ năm 41 tuổi quý vị, ảnh ôm cho tới năm ảnh 53 tuổi. Thì bây giờ là coi như 12 năm ảnh ôm căn bệnh bị tiểu đường. Và bắt đầu á, là nó cũng có một số cái biến chứng của tiểu đường quý vị. Cơ thể của ảnh á, cái chân của ảnh nó đã bị teo rồi thì bây giờ nó lại còn bị đau nhức nữa. Cái chân của ảnh bây giờ nói chung là nó cứ đau nhức thường xuyên luôn. Bây giờ là chân của ảnh nó đau mà châm chích rồi trên da của ảnh nó cứ ngứa ngáy, biến chứng của tiểu đường quý vị, người ảnh nó ngứa ngáy, da của ảnh ngứa ngáy rồi da đầu của ảnh nó cũng bong tróc ngứa ngáy nữa. Thì lúc này quý vị, cái lúc mà ảnh tàn tạ sơ sát nhất, nhưng mà chị Diễm cũng không có bỏ ảnh. Chị Diễm chỉ vẫn ở bên ảnh, chị Diễm cũng không có chán chê mê mỏi mà bỏ cái người chồng khuyết tật này ra đi quý vị. Chị Diễm vẫn cứ ôm cái anh Hồng này suốt luôn. Tới cái lúc mà chồng mình như bây giờ luôn, ảnh bị đau nhức như vậy, rồi ảnh bị da dẻ của ảnh bị ngứa ngái như vậy, rồi da đầu của ảnh nó bị ngứa, ảnh gãi quá nó bong tróc quý vị, nó rỉ siro ra. Vậy mà chị cũng không có chê chồng luôn nha, vẫn yêu thương, rồi vẫn chờ mỗi lần giờ chồng đi tới khám bệnh là chỉ chở chồng đi không luôn. Thì vì cái tình cảm của vợ thương mình đến mức độ đó quý vị, thì tới thời điểm bây giờ anh Hồng anh đã 53 tuổi rồi, đâu còn trẻ gì nữa. Bây giờ nên gọi là chú Hồng luôn rồi đúng không quý vị, chú Hồng rồi. Thì bây giờ chú Hồng đã 53 tuổi rồi mà cô Diễm cũng không chê, vẫn ở bên mình. Dù là hai vợ chồng không có một đứa con nào hết. Mà trong khi đó thì chú cũng không có cho cô một cái gì gọi là đời sống vật chất mà nó gọi là phủ phê gì cả. Cũng là thuộc dạng như sau này khi mà từ ngày làm bói toán á, thì nó chỉ là đỡ sống thoải mái hơn chút thôi. Chứ mà gọi là dư giả có của ăn của để thì không có quý vị. Cái tài sản giá trị nhất của chú Hồng á, tới cái tuổi này là chỉ có cái căn nhà hiện tại thôi. Căn nhà mà của ông bà nội để chú Hồng, để cho chú Hồng á. Thì lúc đó quý vị, chú Hồng mới suy nghĩ ra là sẽ để lại một cái giống như lá thư á, là cái căn nhà này cũng sẽ, nếu mà chú Hồng sau này có trăm tuổi già, có cái chuyện gì mà đi trước á không, thì căn nhà này sẽ để lại cho cô Diễm, nó không giống như là tài sản này là tài sản cho tặng cho cái người vợ này đã hy sinh tất tả vì mình bao nhiêu năm qua. Thì căn nhà này là chú Hồng, là tài sản giá trị nhất của chú Hồng trong tay bây giờ có thể có cho người vợ này thôi. Tuy nhiên căn nhà thì nó cũng chỉ có giá trị là che mưa che nắng. Còn mà tiền mà để sau này cô Diễm trăm tuổi già có tiền hộ thân thì sao? Lúc này nằm đêm quý vị, chú Hồng mới suy nghĩ cho cái người vợ này, suy nghĩ lỡ một ngày nào đó mình nó biến chứng bệnh tiểu đường đó, nó tùm lum tùm la. Rồi lỡ mà mình bị cái này cái kia, nói chung là biến chứng tiểu đường nó cũng rất là nguy hiểm quý vị nha. Rồi lỡ mà một ngày nào đó mình có cái chuyện gì thì vợ chỉ có cái nhà che mưa che nắng, nhưng mà tiền bạc để dành dụm khi mà vợ già bệnh thì không, con cái thì vợ không có tiền, cho nên không có tiền nhiều. Thì bây giờ chú mới quyết định quý vị, bây giờ mình phải làm cái gì đó để mình kiếm một mớ tiền, xong rồi mình sẽ lấy cái tiền đó mình cho vợ mình để sau này làm giống như là làm hộ thân sau này khi bả già không, khi mà bả không có mình bên cạnh, không có con cái. Thì khi mà chú Hồng nghĩ ra được vậy, bắt đầu chú Hồng mới lên một cái kế hoạch quý vị. Chú Hồng bèn đưa ra một cái sách lược như thế này. Thì chú Hồng mới nói với lại vợ của mình là bà Diễm về cái chuyện là bây giờ giống như là mình đừng có đi tìm những cái mối nhỏ lẻ nữa, mà hãy tìm một con mồi nào to to. Lúc đó hai vợ chồng bàn tính với nhau quý vị. Thì cái bà Diễm này bà mới sực nhớ ra là ngày trước á, lúc mà mới qua bên Mỹ này nè, chưa có đi vô trong chỗ mà trại trung tâm tàn tật làm á, là lúc đó bà có đi làm giúp việc, đi làm mà thuộc dạng như là làm giữ con cho một cái nhà đó. Mà cái bà chủ nhà rất là mê tín dị đoan, và cái bà đó tên là Hạnh. Mà cái bà Hạnh đó lại thương cái hoàn cảnh của chị lắm. Tại vì trong thời gian mà chị làm giúp việc trong nhà của bà đó thì cái bà Hạnh này nè có nghe của hoàn cảnh gia đình của chị và rất là thương. Thì bà này cũng có nói là sau này á, nếu mà có chuyện gì khó khăn á, thì giống như cần giúp đỡ cái gì á, mà trong giới hạn bà cũng sẽ giúp. Thì lúc này chị Diễm mới sực nhớ ra là mình có một cái mối quan hệ thân tình với cái người phụ nữ tên Hạnh này quý vị. Mà lâu lâu thi thoảng thì cái cô Hạnh này cũng có gọi điện cho chị, cũng có hỏi thăm sức khỏe, rồi hỏi thăm dạo này sống sao đồ này kia. Thì lúc này quý vị, cái chị Diễm này, cái cô Diễm này cổ mới sực nhớ ra như vậy, cho nên cổ mới quyết định lên kế hoạch. Cổ sẽ chủ động liên lạc cho cái cô Hạnh này, cái bà Hạnh này, để mà hỏi thăm bà Hạnh sức khỏe dạo này thế nào, giống như là có qua có lại quý vị không? Sau đó thì sẽ cố gắng là sẽ cố tình là tạo cái mối quan hệ thân tình trở lại giống như hồi xưa quý vị không? Thì y chang như rằng quý vị, cái chị Diễm này chỉ mới bắt đầu là gọi điện cho bà Hạnh, rồi nói chuyện hỏi thăm, rồi hỏi dạo này cái đứa con của bà dạo này làm sao rồi, hồi xưa nó khó nuôi, thằng trai của bà hồi xưa khó nuôi thế này kia, rồi giờ làm sao rồi. Thì cái chị Diễm này mới hỏi thăm quý vị, tại vì hồi xưa bà Hạnh này bà có một thằng con trai mà nó khó ăn lắm, mà nó bị biếng ăn, mà nói chung là nó khó nuôi lắm. Thì lúc mà chỉ vô trong nhà của bà Hạnh làm giúp việc á, thì cũng có kim luôn cả cái giữ cái chuyện mà đút ăn cho thằng con trai của bà này. Nên là chị mới sực nhớ ra, chị mới nói là thằng con trai của bà dạo này sao rồi đồ này kia vậy đó. Thì hai bên nói chuyện qua lại thì bà Hạnh này á, chị Diễm mới hỏi là gia đình sống ổn không đồ. Thì chị Diễm mới nói là chồng á, thì làm nghề bói toán cũng lâu năm rồi, cũng nhiều người giới thiệu lắm. Tại vì chồng làm chồng nói rất là hay, rất là đúng, người này truyền miệng người kia, cho nên là nói nào ngay là cũng có nhiều người tới đây coi bói. Thì bà Hạnh này quý vị, bả là thuộc dạng như là bả có mê tín, bả có tin vào tâm linh, quý vị không? Thì khi mà nghe cái chị Diễm đánh tiếng, chị Diễm nói là chồng của mình coi bói hay lắm, nhiều người coi rồi cũng giới thiệu gì không. Thì khi mà nói vậy xong thì cái bà Hạnh này bà mới nói với chị Diễm vậy: trời ơi vậy hả, nếu mà được vậy vậy thôi hôm nay bữa nào á để bà dẫn thằng con trai qua. Thằng con trai nay á, là 30 tuổi rồi, sang năm á, là sợ nó vô cái năm là năm 31 sợ quá. Để dắt thằng con qua cho chồng của chị Diễm nè, là cái ông Hồng nè, coi bói giùm không, coi thử coi là có giải hạn được không. Thì lúc này quý vị, chị Diễm chỉ mới bồi vô, chỉ mới nói nè: trời ơi ba cái vụ mà giải hạn mà năm tuổi xui xui này là chồng con coi làm hay, là chồng của chị Diễm làm hay lắm. Chị Diễm mới nói với bà Hạnh vậy đó: chồng của tôi làm hay lắm, tại vì hồi xưa chồng tôi cũng đã từng đi giải hạn cái tuổi xui này nè. Hồi xưa tôi là cái người chở chồng tôi đi, rồi cái ông thầy sư phụ của chồng tôi dạy nghề lại cho chồng tôi, rồi cộng với chồng tôi có ôn sách vở nữa, có coi sách vở nữa. Thì bây giờ coi sách tướng đồ các kiểu, thì bây giờ chồng tôi thật sự về mấy cái chuyện mà giải hạn này chồng tôi rất là hay. Thì bây giờ quý vị, trời ơi bây giờ là bà Hạnh bà nghe vậy là thấy là ngon rồi, thấy không? Bây giờ là cái thằng chồng của con nhỏ này hồi xưa cũng là gì, cũng đi giải hạn luôn, cũng đã từng đi giải hạn cái tuổi xui, đúng không? Thì bà thấy nếu vậy là coi như là thằng này nó có sư phụ nữa, mà sư phụ giải được cái hạn cho nó thành công, thì sư phụ nó truyền nghề lại cho nó, thì chắc chắn nó giải hạn cho con mình thành công, quý vị không? Lúc đó cái gì thì bà Hạnh bà mới nói vậy: để bà dẫn con trai qua, nhanh mau bà sẽ dẫn con trai qua cho coi. Thì một ngày đẹp trời hôm đó gì, hai mẹ con này mới dắt díu nhau qua bên đây coi bói, là từ bên tiểu bang bên kia qua bên đây coi bói. Thì lúc đó gì cái người con trai này thì có vẻ là cũng bắt buộc là bất đắc dĩ, là mẹ ép đi quá thì đi theo, chứ mà cái anh con trai này thì hình như có vẻ không có mê tín gì đoan. Lúc đó gì thì vô coi thì hai vợ chồng có cái sự bàn tính với nhau sẵn rồi, nên khi vô coi thì cái ông Hồng này ông mới nói với bà Hạnh vậy. Ông nói là con trai của bà tuổi tác vậy vậy đúng không, thì con trai của bà đó là nó có sao chiếu mệnh, nó có sao chiếu mệnh mà nó chuẩn bị nó gặp một cái hạn rất là lớn luôn, lớn lắm. Bây giờ dù nó đang khỏe mạnh cùi cụi vậy đó, mà nó gặp cái sao này chiếu vô cái mệnh của nó rồi, cái hạn này mà tới một cái rồi là nó đi một cách là đột ngột luôn, không có cách nào mà có thể là đỡ kịp, phải không? Thì lúc đó gì khi mà nghe như vậy xong á, thì dĩ nhiên bà Hạnh này bà tin, tại vì đã có nghe cái vấn đề gì, nghe vấn đề là thằng này hồi xưa nó đã từng đi giải hạn cái tuổi xấu mà ông sư phụ nó dạy nó, ông sư phụ nó là người giải hạn cho nó thành công, và ông sư phụ nó dạy nghề cho nó, thì chắc chắn nó nói là đúng, phải không? Nó nói là có, bà mới tin. Bà nói vậy bây giờ làm sao, vậy bây giờ làm sao, bây giờ con trai bà bị vậy bây giờ làm sao, quý vị không? Thì lúc đó vậy cái ông Hồng này ông mới nói như vậy, ông mới nói là cho ổng thời gian trong vòng 3 ngày để ổng suy nghĩ. Ổng nói vậy nha quý vị, cho ổng 3 ngày để suy nghĩ, tại vì cái trường hợp này á, nó quan trọng, nó liên quan tới tính mệnh, thấy không? Mà bây giờ là sợ mà cái gì, nói chung là để cứu sống một người á, không thể nào đưa ra cái quyết định vội vàng được. Cho ổng 3 ngày để ổng suy nghĩ. Thì nghe tới đây là bà Hạnh thấy là coi như là an tâm dữ nữa, có nghĩa là ông này ông rất là uy tín, đúng không? Ổng phải cân nhắc rất là kỹ, có nghĩa là con mình nó bị xui thiệt. Cái này người ta gọi là chơi đòn tâm lý đó quý vị. Thì sau đó bà Hạnh này bà về, bà dẫn thằng con về. Nhưng mà giống như hai mẹ con đi ra ngoài thuê khách sạn ở luôn, đặng chờ 3 ngày sau, đặng để mà qua bên đây để gặp ông này để coi rồi coi kết quả làm sao không. Thì sau đó gì qua 2 ngày 3 ngày sau thì cái tới đây nè, ông Hồng này ông mới nói là bây giờ ông đã tìm ra cái cách hóa giải kiếp nạn này rồi. Thì bây giờ tuy nhiên thì tôi nói trước nha, tôi thật sự rất là ngại để mà nói vấn đề tiền nong về cái vấn đề này, mà nói về vấn đề tiền nong lắm. Thường hồi nào giờ tôi coi bói cho người ta thì người ta thích đưa tôi bao nhiêu thì đưa, nhưng mà đa phần thì dĩ nhiên nó sẽ có cái barem. Còn bây giờ như cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt, trường hợp này là để cứu sống một mạng người thì nó giá trị nó phải rất là cao, cho nên tôi không có nói giá cả ở đây được. Cái này quan trọng là gì? Cái lòng thành. Nếu như mà cái lòng thành càng lớn, không cái số tiền mình bỏ vô càng nhiều để mình đổi lại một cái tính mạng của một người sống thì nó cũng là điều đương nhiên. Ý của ông Hồng là ông đánh tiếng là giống như là đổi cái mạng sống của con trai, đồng nghĩa bà phải bỏ một số tiền rất lớn, gọi là tiền đi để mà giữ lại cái sinh mệnh, kiểu dạng vậy không, gọi là của đi thay người đó, kiểu dạng vậy. Thì bà Hạnh này bà mới nói là bà đồng ý luôn. Bà Hạnh này bà giàu mà quý vị, bà ở bên Mỹ bà giàu thì bà mới nói là bà đồng ý. Chi bao nhiêu tiền bà cũng chịu, miễn sao mà cứu được con trai bà sống thôi. Tại giờ con trai bà còn chưa lấy vợ sanh con, chưa có cháu nội cho bà nữa. Nó mà có chuyện gì thì làm sao bà có cháu bế bồng, phải không? Bà mới đồng ý luôn, bà mới nói vậy bây giờ á, cách làm là làm sao nói cho tôi biết thử coi. Thì cái ông Hồng này ông mới nói là bây giờ á là phải chi tiền trước đi, phải có tiền thì ổng mới bắt đầu mua đồ này kia nọ đầy đủ bài bản. Rồi ổng sẽ làm một cái lễ, đó là cái lễ giải hạn. Và cái lễ giải hạn này nó không đơn thuần là giải hạn bình thường mà là cắt vía âm và đổi vía dương, phải không? Thì khi mà bà Hạnh bà nghe vậy, ô bà thấy có vẻ là coi như là cũng hợp lý, đúng không? Nghe rất là đáng tin cậy, đúng không? Cho nên bà mới nói vậy bây giờ nè, thôi bây giờ tiền càng nhiều thì con tôi càng dễ được cứu, đúng không? Vậy để tôi sắp xếp tiền nông. Thì sau đó vậy, cái bà Hạnh này bà mới nói nhỏ với chị Diễm, vợ của ông Hồng. Bà mới nói là cái vấn đề tiền bạc hỏi chồng của Diễm á. Chồng Diễm trả lời vậy tôi khó xử quá. Chồng Diễm nói càng nhiều càng tốt, mà bây giờ tôi đâu biết càng nhiều càng tốt là bao nhiêu là được. Bây giờ Diễm cho tôi biết cái mức đi, chứ bây giờ hỏi chồng Diễm, nhiều khi ổng làm thầy ổng ngại, ổng không nói vấn đề tiền nông. Nhưng mà Diễm làm vợ thì chắc là Diễm hiểu ba cái vụ mà cắt giải này, Diễm hiểu. Thì thường á, là nếu mà trong trường hợp này chi phí bỏ ra cỡ tầm bao nhiêu, quý vị không? Thì bà Hạnh này bà thấy là sẵn là cái mối thâm tình giữa bà với chị Diễm nữa, nên bà hỏi chị Diễm thì chắc chị Diễm sẽ trả lời thật lòng cho bà nghe. Thì bà Diễm này bà mới nói rằng là bây giờ cái số tiền mà để chi ra để mà cái vận xui nó tan biến á, thì cái số tiền này á là thật sự mà nói, nếu mà xét trên cái khía cạnh để giữ được tính mạng á, mà số tiền này nó còn quá nhỏ, quý vị không? Tại giữ được một cái tính mạng con người mà bỏ ra một cái số tiền vậy là so ra là quá nhỏ. Thì bà này bà hỏi là bao nhiêu vậy. Thì cái cô Diễm cũng nói là bây giờ bỏ ra là 40.000 đô, là coi như là tầm 1 tỷ đúng không vậy? Bây giờ á, là coi như bỏ ra 1 tỷ để đổi lấy một mạng người thì nó cũng là gọi là xứng đáng, đúng không? Nếu như cứu sống được, mà bỏ ra 1 tỷ cứu được một mạng thì cũng xứng đáng. Thì khi đó vậy bà Hạnh này bà đâu có chần chừ, đối với bà có tiền mà, 1 tỷ đối với bà chẳng là vấn đề gì quý vị. Bà mới bắt đầu bà về bà thu xếp, bà về bên tiểu bang kia bà thu xếp tiền nông gì đó. Rồi bên đây nè bà chờ chị Diễm nè gọi điện qua cho bà báo cái vấn đề mà thời gian để mà qua làm, thấy không? Thời gian để mà bên kia sắp xếp mà cái tiền lễ này kia làm. Thì khi đó quý vị, chị Diễm mới nói là chuyển trước cho chị Diễm một phần để mà vợ chồng chị sẽ đi mua đồ để làm lễ. Thì bây giờ trước tiên là bà phải cọc trước, giống như cọc trước cái tiền làm lễ là phải cọc trước 50%, là bây giờ là phải đưa trước là 500 triệu. Thì lúc đó là bà này bà chuyển cái rụp 500 triệu luôn, cái gì bà đưa luôn trước luôn, là coi như là 20.000, bà đưa luôn 20.000 đô. Sau đó gì thì hẹn nhau là coi như là khoảng tầm là giữa cái tháng đó, là đúng ngay cái ngày 14 tây, thấy không? Là giữa cái tháng đó luôn, 14-15. Tuy nhiên quý vị, gần tới cái ngày mà làm lễ đúng không? Thì tức là thí dụ như lúc đó đi báo là giữa tháng đi, thì mới bước vô đầu tháng thôi. Thì cái chị Diễm này lại gọi điện nói là bây giờ chồng của chị muốn nói chuyện với lại bà Hạnh. Thì sau đó gì bà Hạnh mới chuyển máy qua cho bà Hạnh nói chuyện với cái ông Hồng. Thì ông Hồng ông mới nói với bà Hạnh trong điện thoại, ông nói vậy, ông nói bây giờ là hôm bữa chị đưa tôi trước 500 triệu để mà tôi mua đồ này kia để chuẩn bị cho cái lễ làm, phải không? Nhưng mà cái đó là bây giờ là coi như chị vẫn còn nợ tôi 100 triệu chưa đưa, đúng không? Là nào làm xong xuôi chị đưa tôi 500 triệu còn lại. Thì bây giờ là coi như tôi nói nè, bây giờ sau khi mà đêm hôm qua, phải không? Ông nói là đêm hôm qua. Thì khi mà ổng đêm hôm qua ổng tự bói lại một lần, tức là ổng tự sủi ổng coi lại một lần nữa. Thì ổng thấy rằng là nếu như cái số tiền này, với cái số tiền này và với cái số đồ làm lễ này, thì nó chỉ có duy trì cái mạng sống cho con trai của bà Hạnh được tầm 15 cho tới 17 năm thôi, quý vị không? Tầm 15 tới 17 năm nữa thôi, tức là 1 tỷ này chỉ đổi được 15 tới 17 năm nữa thôi. Bây giờ nếu như mà muốn con trai của bà sống được trọn đời, sống tới già, thì phải chi thêm, quý vị không? Phải chi ra thêm. Thì khi đó bà Hạnh này bà mới ngồi bà suy nghĩ, bà thấy là bây giờ con trai bà năm nay 30, đúng không? Mà bây giờ bỏ ra 1 tỷ đổi được 15 năm để sống, là coi như là bà chấp nhận bà bỏ ra 3 tỷ luôn. Thì cái số tiền mà 3 tỷ Việt Nam đồng này nếu mà mình quy ra tiền đô á, thì nó khoảng là 117 cho đến 118.000 đô tính theo cái thời giá hiện tại, quý vị nha. Thì bây giờ bà Hạnh này bà sẵn sàng lúc đó nha, bà sẵn sàng bà định bỏ ra là 3 tỷ, tức là bỏ ra gần 120.000 đô để mua tính mạng con trai mình sống tới khi nó 90 tuổi luôn. Tức là 3 tỷ là 1 tỷ cứ vậy là 15-17 năm, đúng không? Duy trì được 15-17 năm, bà bỏ ra 3 tỷ là coi như có phải là con bà sống được lúc đó là 8-90 tuổi không? Thì bà mới thấy vậy quý vị, bà mới định là bà chuyển tiếp nữa. Thì lúc này quý vị, thằng con trai mới thấy kỳ. Lúc này thằng con trai mới biết ra cái sự việc là má mình đã chuyển trước 500 triệu rồi. mà bây giờ lại bị người ta nói vậy rồi, xong rồi bây giờ kêu đưa thêm. Thì khi đó vậy do là cái số tiền nó lớn quá, bả xây sở không kịp, bả mới nói con trai đưa cho bả phụ vô thêm chút đỉnh, ứng ra cho bả chút đỉnh rồi bả xây tiếp, bả trả lại con trai không. Thì câu chuyện đó nó mới xì ra, thì con trai của bả mới biết. Thì khi mà cái anh con trai này biết rồi, anh con trai này mới bắt đầu là thấy nghi ngờ, là bảo đảm nó có vấn đề. Chứ không có ai trên đời này mà đi làm lễ mà bỏ ra 500 triệu đặt cọc rồi mà nói là bây giờ tự nhiên tới khúc này dở quẻ. Rồi xong rồi bây giờ tự nhiên nói là giờ cứ 1 tỷ là đổi được 15-17 năm, nghe nó vô lý quý không? Thì cái anh này ảnh không có mê tín dị đoan, ngay từ đầu là ảnh đã không mê quý không? Thì khi mà ảnh nghe vậy xong thì ảnh ngăn chặn liền, ảnh không cho má ảnh chuyển thêm. Ảnh khăng khăng là không cho má anh mới chuyển thêm. Ảnh nói là bây giờ thử coi ảnh sống hết cái năm 31 coi anh có gì không. Ảnh nói vậy đó, ảnh không có tin, ảnh nói là cứ để vậy đi, không có chuyển thêm. Còn bây giờ cái số tiền 500 triệu lỡ chuyển rồi đúng không? Ảnh sẽ báo police lại hốt cái hai cái vợ chồng này để mà lấy cái số tiền đó lại. Thì lúc đó vậy cái anh con trai này ảnh nói là làm, ảnh mới gọi điện cho police là báo tin là má của ảnh đã chuyển tiền cho người ta vậy và có hành vi là coi như scammer lừa đảo ảnh. Lúc đó vậy thì coi như là sự việc nó bắt đầu nó được sáng tỏ ra, nó là vậy đó. Thì khi mà sự việc nó sáng tỏ ra lúc đó gì căn nhà mà ông Hồng ổng sống với bà Diễm á, căn nhà ông bà nội ổng cho ổng á, thì ổng đã trong thời gian vừa qua đó ổng đã âm thầm đi sang tên với cho bà Diễm luôn rồi. Ổng sang tên cho bà Diễm luôn rồi quý vị không? Thì không những vậy là trong thời gian đó ổng còn ly hôn với bà Diễm nữa. Quý vị không? Là có nghĩa là trong cái thời gian đó đó là trong thời gian mà từ lúc mà lên cái kế hoạch để mà mưu tính cái chuyện mà lừa gạt nè, là hai vợ chồng này đã âm thầm đi ly hôn rồi đi sang tên nhà cho bà Diễm luôn. Lúc mà ly hôn á là coi như là căn nhà này để lại cho bà Diễm luôn. Cho nên tới cái lúc này quý vị, khi mà cái vấn đề mà nói là bây giờ ông Hồng không có ý đồ lừa gạt thế này thế kia, thì về mặt pháp lý vợ chồng này ly hôn rồi, thì sau đó quý vị là coi như là căn nhà đó vẫn là của bà Diễm thôi, không đâu có quyền mà giật căn nhà đó về trả nợ gì đâu không. Tại vì cái lúc mà tiền trao cháu mút, tiền trao là trao cho cái ông Hồng, mà trong cái lúc mà tiền của bà Hạnh trao cho ông Hồng là thời điểm lúc đó là giữa ông Hồng với bà Diễm là đã ly hôn, nên mùi nói vậy đâu quý vị hình dung đúng không? Cho nên là khi mà người ta sâu chuỗi lại thì cái số tiền đó là chỉ có liên can giữa bà Hạnh với lại ông Hồng thôi. Cho nên á, là cái số tiền 500 triệu đó đó thì nếu mà có mà lấy lại thì là ông Hồng trao trả cho bà Hạnh, chứ bà Hạnh không có quyền đi tranh chấp với bà Diễm đi để yêu cầu bà Diễm bồi hoàn quý vị không? Và cái căn nhà mà bà Diễm đang ở là hiện tại đứng tên căn nhà đó là ông Hồng đã sang tên lúc mà ly hôn, ông Hồng đã để cái tên nhà đó qua bà Diễm luôn rồi. Thì bà Hạnh cũng không có quyền là yêu cầu bà Diễm bán nhà để trả nợ quý vị không? Thì bây giờ là nói chung là nôm na câu chuyện nó sáng tỏ. Và cuối cùng cái gì ông Hồng ông chấp nhận là ông có ủ tờ ông cũng chịu nữa. Tại ông thấy ông bây giờ trong người ông bệnh nặng lắm rồi, tiểu đường nặng lắm rồi, biến chứng tè le hột me. Ông biết ông sống không có lâu nữa quý vị, năm nay ông 50 mấy tuổi rồi. Cho nên là ông chấp nhận ủ tờ luôn cũng được, miễn sao mà vợ ông bà Diễm bên ngoài vẫn còn tiền không, vẫn còn chút đỉnh tiền hậu thân, với lại có nhà để mà ở là được. Coi như đó là cái tình cảm mà cuối đời ông dành cho bà. Thì đây là một câu chuyện quý vị ông, xém chút nữa là bà này bà mất thành 3 tỷ không. Cũng may bà mất có 500 chứ không mà bà mất 3 tỷ, bà mất 120.000 đô rồi. Thì đây cũng là một cái câu chuyện để mà nói quý vị có một cái bài học cảnh tỉnh về cái vấn đề mê tín dị đoan thái quá quý vị không. Không có ai trên đời 1 tỷ mà đổi 15-17 năm em nói quý vị. Nếu vậy con người ta muốn sống trường thọ chắc chỉ cần nhiều tiền là trường thọ thôi đúng không? Trong 100 tuổi, 1000 tuổi luôn á. Mấy cái người mà tỷ phú thế giới chắc người ta sống thọ dữ lắm đúng không quý vị? Nghe là nó cực kỳ vô lý. Mình nói thiệt, cuộc đời này nếu có thể mà dùng tiền để níu giữ được cái tuổi thọ thì Tần Thủy Hoàng đâu có cần mà phải dày công để mà đi tìm những cái người mà có thể mà ông Tần Thủy Hoàng hồi xưa đó là ông đi tìm những cái người thầy nào mà giỏi không, liên quan tới cái vấn đề mà cũng mà mê tín dị đoan nè, là có thể là thuật trường sinh bất tử để luyện cho ông cái thuật trường sinh bất tử. Ông cũng đã tìm cách để trường sinh bất tử. Từ Thi Hái Hậu cũng vậy, cũng đi tìm thuật trường sinh bất tử. Nếu như có thể dùng tiền mà trường sinh bất tử thì mấy người đó người ta vua chúa không, chắc người ta sống thọ lắm rồi đúng không? Nghe là nó vô lý lắm quý vị. Cho nên News 10 cũng mong quý vị mình nghe cái gì mình nghe mình phải biết sàng lọc, đừng có để cho người ta qua mắt mình dèo vậy là mình gọi là khờ lắm quý vị ơi. Thì thưa quý vị là đến đây thì cái câu chuyện hôm nay cũng xin được phép khép lại. Và cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hôm nay câu chuyện này mở ra cho quý vị nghe một cái câu chuyện mới, nó lạ hơn và thú vị hơn. Và nếu quý vị thấy hay thì nhấn like ủng hộ cho News 10 TV. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp.